Bao tử, cảm ơn cậu. Đêm nay mẹ không về nữa. Mẹ sẽ ở đây với con. Đến khi nào tâm trạng con ổn định, mẹ mới về. Ông Hạ, ông ra đây. Hạ Băng, mẹ nói con nghe. Con lừa được người khác, nhưng không lừa được mẹ. Mẹ đẻ con ra nuôi con bao nhiêu năm, mẹ còn không hiểu con sao? Ông Hạ, ông về nhà, lấy cho tôi vài bộ quần áo để thay và đồ dùng cá nhân. Tôi sẽ ở đây trong đêm, đến khi nào con ổn định lại rồi tính tiếp. Con gái, con định tìm cái chết thế, trái tim của bố làm sao chịu nổi. Con đừng trông bề ngoài bố thế này, chứ thực ra bố chịu được bao lâu, bố biết cả. Con để cho bố uống thuốc, khám bệnh, sống nốt vài năm được không hả con? Thôi được rồi, lúc tối tâm trạng con không tốt. Giờ con bình tâm lại rồi, không sao đâu, bố mẹ về đi. Hạ Băng, hay để mẹ con ở lại trông con ban đêm. Giai đoạn này, mẹ biết có thể có suy nghĩ tiêu cực. Lỡ ban đêm con không kiểm soát được cảm xúc, mẹ con ở bên cạnh cũng tốt. Bà thông gia, sao bà lại nói thế? Không kiểm soát được cảm xúc là sao? Là bị thần kinh à? Sao bà lại nói như thế chứ? Khó nghe lắm. Mà tôi nói thật, nó giận nhất là bà trọng nam khinh nữ đấy. Không có đâu, tôi chỉ nói chuyện thôi, đúng. Tôi muốn nó vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giai đoạn khó khăn nào chứ? Bà nói tôi nghe, nó chỉ sinh con gái thôi mà. Bà thấy không vui lòng. Tôi nói bà nghe, thái độ lúc đó của bà khiến tôi nghĩ đến mẹ chồng. Lúc tôi sinh con gái, mẹ chồng tôi cũng có thái độ đó. Bà thông ra sao bà lại đem mẹ chồng bà so sánh với tôi? Đúng. Nếu tôi không yêu cháu tôi có suốt ngày bế ấm không? Vâng, đúng rồi. Hồi đó mẹ tôi cũng bế ấm dỗ dành mà. Thôi, ông nói ít thôi. Có nghe nói không, có một bệnh nhân đòi tự tử đấy. Hình như sinh con xong, cô ấy không muốn sống nữa. Không phải thế, thực ra là sinh con xong, cô ấy nghe nói chồng có bổ bịch bên ngoài, thế là phát điên, không muốn sống nữa. Không phải là do cô ấy sinh con gái, mẹ chồng không nhận, sau đó lại phát hiện chồng có bổ nên mới không muốn sống nữa. Thế à? Hình như là phòng này này, vào xem đi. Phòng này. Vẫn ngồi đây mà. Là cô ấy ư? Sao vậy? Có chuyện gì? Chúng ta quen nhau à? Nghe nói cô đòi tự tử. Có cô đòi tự tử ấy, hai cái đứa vô duyên. Hạ Băng, cô nói rõ ràng cho tôi xem, đàm tiếu sau lưng người khác thế à? Có giỏi ra đây nói cho tôi nghe. Mai tôi ra viện rồi, có giỏi ra đây đấu tay đi. Đừng có chạy, cô ta điên rồi. Dám đàm tiếu sau lưng em, muốn chết à? Dám nói bà đây thật là... Mau, nằm xuống đi. Sao vậy? Dám mắng con định tự tử, ai tự tử chứ? Đúng là lắm chuyện. Đừng sợ, mẹ. Đưa cháu cho con nào, đưa con. Sao thế? Con thấy vợ con còn sức cãi nhau, thế là tốt. Con đề nghị mọi người về nhà cả đi. Bố mẹ cũng về đi. Đêm nay con không ngủ, con sẽ trông cô ấy, đảm bảo không có chuyện gì. Bảo, con không ngủ sao được, mẹ yên tâm, mẹ không phải lo đâu, mẹ về đi. Về nghỉ đi, con nghe lời đấy, biết không? Con mà làm gì thì đừng trách. Mẹ đừng giận nữa. Bố mẹ về đến nhà thì gọi điện cho con nhé. Hay mẹ ở thêm một lúc nữa. Mẹ mau về đi, Hạ Băng con nghỉ đi, đừng chạy lung tung nữa. Con không sao. Em bị điên à? Anh muốn chết à? Đừng thế nữa. Anh lừa em nữa đi.
Anh đã bảo anh sai rồi mà, anh sẽ sửa mà. Em xem này. Em ngủ đây, hạ giường cho em. Thế em bế giúp anh một lát được không? Anh tự bế vậy. Em tỉnh rồi à? Anh ngồi như thế cả đêm à? Biết làm sao được. Anh mà ngủ thiếp đi. Nhắm mắt một cái lại em đã biến mất. Điên rồi. Anh điên thật. Ngồi đến phát ốm rồi đây. Em đã nói rồi. Chỉ ra ngoài hóng gió. Em không định tự tử. Không cần giải thích. Người biết bơi, nếu muốn tự sát sẽ không nhảy sông vì không chết được. Con người có bản năng sống mà. Tinh thần em tốt hơn rồi đấy. Anh cứ quanh quẩn cạnh em là tâm trạng em sẽ tốt. Ai cũng chỉ lo cho con mà quên mất mẹ. Con là đứa trẻ mới sinh, còn em là bà mẹ mới sinh mà. Sao nó vẫn ngủ thế? Sao ngủ nhiều vậy? Vì nó thương bố nó ngủ thay bố đấy. Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên đúng chuyên ngành. Không nói giọng địa phương, thông thạo tiếng Anh. Ưu tiên người biết ngoại ngữ thứ hai. Biết lái xe, biết hát. Ưu tiên người có chứng nhận đầu bếp. Đây là công ty bọn em tuyển nhân viên hay nhà mình tìm giúp việc vậy? Công ty tuyển nhân viên hay nhà mình tuyển giúp việc về cơ bản cũng giống nhau. Chỉ chi tiết cụ thể khác nhau thôi. Nếu có một phụ nữ tài mạo song toàn thế này, liệu người ta có đến làm giúp việc theo tháng cho em không? Lương cao thì sẽ có người làm thôi. Em trả 8.000 tệ. Cô ấy có thể đưa ra yêu cầu theo năng lực bản thân. Hết thời gian làm, chỉ cần cô ấy đồng ý, em còn có thể cho cô ấy làm việc ở tạp chí. Đừng, cho anh tranh giành với em vụ này. Anh trả 10.000 để cô ấy làm trợ lý cho anh thế nhé. Trợ lý của anh, mình cứ tìm trong số những người dự tuyển là được. Anh cần trợ lý làm gì? Máy sưởi nhà tắm nhà mình, em quyết định luôn. Dùng chiếc này. Ánh sáng của nó tốt cho mắt trẻ con. 9 giờ sáng thứ hai tuần sau họ đến lắp. Anh đừng đi đâu đấy nhé. Anh có thời gian thì cũng xem đi. Tốt lắm đấy. À, phòng làm việc của anh, mình sẽ sửa thành phòng em bé. 9 giờ sáng mai. Thế anh làm việc ở đâu? Anh ra phòng khách làm. Góc kia kìa. 9 giờ sáng mai, thợ sẽ đến chuyển cho anh. Tối nay anh sắp xếp đồ đạc đi. Nước. Em à, sau này chuyện trong nhà, anh hy vọng em bàn bạc với anh trước, chứ đừng thông báo sát giờ cho anh như thế. Là chủ gia đình, có gì chúng ta cùng thảo luận. Anh không phải là nhân viên của em, không nhất thiết em ra lệnh là anh thực hiện. Ngoài ra, lần sau nếu muốn nước, phiền em thêm một từ nhờ anh hoặc phiền anh, được không? Công việc tháng này và tháng sau đều phải hoàn thành trước thời gian dự sinh của tôi. Vì vậy, phiền mọi người làm tăng ca tăng giờ. Nhưng một tháng sau ngày tôi sinh, chúng ta có thể thoải mái, thư giãn hoàn toàn. Ngoài ra, tôi biết công ty ta gần đây có 3 đồng nghiệp nữ mang thai. Việc lớn như thế này giấu tôi là không nên. Tôi đã chuẩn bị quà cho các cô. Đi Khả, đưa cho họ đi. Sau này, những người khác san sẻ công việc giúp các cô ấy nhé.
Cảm ơn tổng biên tập. Quà giá trị quá ạ. Những thứ này tôi nhờ bạn ở nước ngoài gửi về cho các cô, không giống đồ linh tinh trên mạng đâu. Cảm ơn tổng biên tập, cảm ơn tổng biên tập. Không cần khách sáo. Sau này, chúng ta cũng nên thường xuyên giao lưu. Tối nay tôi đã đặt bàn rồi. Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Có rảnh không? Có ạ. Tốt. Cô nào sắp tới chuẩn bị mang thai có thể cùng tham gia với chúng tôi. Chúng tôi cần không khí một chút. Không ai tham gia à? Sau này không định có con sao? Em sắp mang thai rồi. Em cũng sắp ạ. Em cũng có kế hoạch ấy. Lần lượt từng người thôi, không được xin nghỉ đồng loạt đâu đấy. Vào đi. Mãn Mãn về nhà rồi. Chào mừng con về nhà. Có cần thay giày không con? Không cần đâu ạ, bố mẹ cứ vào trong đi. Chúng ta về nhà rồi. Hạ Băng à, từ từ thôi, ra sofa đã. Nào. Đẹp quá. Hạ Băng, mau nằm xuống nghỉ đi. Mấy thứ này không được để rơi xuống va vào người đấy. Không đâu bố, toàn bằng bông, bằng nhựa mà. Nguyên bảo, con chuẩn bị cả đấy à? Con rể thật là tâm lý. Hạ Băng, sáng sớm mẹ đã hầm canh đậu đỏ. Con ăn đi cho nóng. Nóng quá. Bà Thông ra. Bà đừng bận tâm. Bà ngồi đi. Tôi ngồi đây. Thế em bé về rồi ngủ với ai? Tất nhiên là ngủ với mẹ rồi. Ban đêm còn cho bú chứ. Bên nhà tôi thì trẻ con toàn ngủ với người già. Đêm lúc nào bú mới đưa sang cho mẹ. Trong tháng đầu phải cho mẹ nó nghỉ ngơi thật tốt. Phải, cần phải nghỉ ngơi. Không, mẹ. Thế này ạ. Hạ Bảo, Mãn Bảo, Nguyên Bảo, ba Bảo sẽ ở một phòng ạ. Ban đêm em bé cần bú, con sẽ bế Mãn Bảo đưa cho Hạ Bảo. Thế là xong. Bảo à, con trông đến nửa đêm thì được, nhưng nửa đêm đến sáng vẫn phải trông cậy vào mẹ nó. Ban ngày con còn đi làm mà. Đêm qua thì sao, con cả đêm không ngủ, vẫn khỏe mạnh tươi tỉnh mà. Hạ Băng, sắp xếp thế con thấy được không? Con chưa tự chăm con một mình bao giờ. Ở bệnh viện thì có y tá giúp, nên con không chắc có làm được không. Phải, bà Thông ra. Thực ra, bà chăm Mãn Mãn rất tốt. Hạ Băng hồi nhỏ cũng do mẹ tôi chăm. Bà nội chăm tốt lắm. Bà xem, đúng là Hạ Băng toàn mẹ ông ấy chăm. Vậy thế này, hay Hạ Băng ngủ phòng tôi? Hạ Băng, mẹ sẽ chăm cháu cùng con, được không? Không, để con tự chăm. Chúng ta sẽ thử tự chăm nhé. Đúng, được mà. Hạ Băng, con hãy nói rõ ràng là con có thể tự chăm con không? Nếu thực sự không được, mẹ vẫn có cách. Một là mẹ sẽ chuyển đến đây giúp con chăm. Hai là bố mẹ sẽ đưa Mãn Mãn về nhà. Đúng, bố mẹ chăm. Chuyện đó không thể được. Hơn nữa, nhà ông bà chật, thêm cái giường nhỏ cũng không kê nổi. Sao bà lại nói thế, bà Thông ra? Bà nói vậy, hóa ra người bên đấy không sinh con hay sao? Vâng, bên chỗ tôi nhiều người còn sinh đôi, người ta vẫn chăm sóc tốt như thường. Bà Thông ra, bà biết là tôi không có ý đó mà. Mẹ ơi, mẹ cứ về đi. Ba người lớn trong nhà chắc chắn sẽ chăm sóc tốt một đứa trẻ. Mấy hôm trước tinh thần con không tốt, giờ khỏe hơn nhiều rồi. Nếu có gì làm bố mẹ hoảng sợ, con xin lỗi bố mẹ. Không sao. Mẹ có con đây mà. Con nghe này, mẹ mở điện thoại 24/24. Bất kể có chuyện gì cứ gọi cho mẹ nhé, biết chưa? Nguyên... Thế mà bảo sẽ chăm sóc con đấy. Ngủ thiếp đi rồi kìa. Thanh niên bây giờ chẳng trông chờ được gì, vẫn phải nhờ người già thôi. Tôi đã bảo nó vất vả mà, sáng ra còn phải đi làm. Ông bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Yên tâm đi. Đi thôi. Gọi điện nhé. Bà Thông ra, bà chịu khó nhé. Không sao. Để tôi tiễn ông bà. Vâng. Nào, Mãn. Tạm biệt. Đi cẩn thận nhé. Yên tâm. Bố mẹ về ạ.
ông làm gì thế? Muộn thế này còn chưa ngủ. Tôi đang theo trí nhớ, vẽ lại tất cả những chỗ tiềm ẩn mất an toàn trong nhà Nguyên Bảo. Mai đưa cho nó, bảo nó sửa. Nếu không tôi không yên tâm. Đúng là nhà Nguyên Bảo rộng hơn nhà mình nhiều. Đứa bé lớn lên ở đấy tốt hơn chen chúc ở đây nhiều. Chen chúc ở đây ư? Nhà nhỏ thì sao nào? Càng ấm cúng. Ông không thấy nhà ấy rộng quá thành lạnh lẽo à? Có mỗi hai người, muốn tìm đồ gì cũng khó tìm. Tôi không có ý đó. Ý tôi là để mẹ Nguyên Bảo chăm cháu vẫn tốt hơn. Ít ra người ta điềm đạm, có giáo dục. Nếu để bà chăm, ngày nào cũng đưa ra tổ dân phố đi nhảy, đi múa, không tốt cho đứa trẻ, đúng không? Hạ Kiến Quốc, ông chê tôi à? Nói cho ông biết, bây giờ là đang không có chuyện gì. Nếu có chuyện thì có giáo dục cũng chẳng ích gì. Sống được ở đời là phải có lòng can đảm. Ông chê tôi không chăm được cháu, đúng không? Tôi nói cho ông biết, tôi đang nghĩ nếu đón nó về nhà mình, ông mới là trở ngại cho quá trình trưởng thành của nó đấy. Cái gan ông chỉ bằng hạt bừng, lúc nào cũng sợ đủ thứ, ông sẽ biến đứa bé thành đồ ngốc mất. Bà biết cái gì? Đó gọi là cẩn thận không bao giờ thừa. Ông im đi. Đi ngủ. Dậy đi. Dậy cho con bú. Đói rồi. Đói rồi. Đói rồi đúng không con? Hạ Bảo, dậy đi. Chúng ta không cho nó bú, nó sẽ thế nào nhỉ? Không cho bú, chắc nó sẽ không bú nữa. Hạ Băng, Nguyên Bảo. Mãn Mãn khóc nửa tiếng đồng hồ rồi, các con có nghe thấy không? Mẹ, hai đứa ngủ say thế, con khóc nửa tiếng rồi, mau cho nó bú đi. Bọn con đang rèn cho nó không bú đêm nữa. Làm gì có đứa trẻ mới sinh nào không bú đêm? Thật là, nó khóc là để đòi bú, không cho nó bú nữa, lâu dần. Nó sẽ biết là khóc, cũng không được bú, rồi nó sẽ không khóc nữa. Không đâu. Rèn kiểu gì không biết, rõ là ngược đãi mà. Đằng nào cũng tỉnh rồi, em cho con bú đi, rồi ngủ cho ngon giấc. Được không? Mau cho bú đi, anh cứ thử đi. 3 ngày sau mọi người sẽ được ngủ trọn đêm. Nước ngoài toàn làm thế đấy. Đúng đấy, nếu con không chịu cho bú, mẹ sẽ cho nó uống sữa bột nhé. Đừng. Nào, em cho nó bú đi, được không? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nước ngoài khác nước mình. Không phải cái gì nước ngoài cũng tốt. Thể chất của chúng ta khác họ mà. Đang cho bú rồi, mẹ yên tâm đi. Thật là, mẹ đi ngủ đi nhé.
lợi sữa đấy, lợi thịt thì có ấy. Đừng nói mỗi ngày 3 bát, mỗi ngày 1 bát thôi, thì chỉ sau chưa đầy 1 tuần, em đã béo ị rồi. Anh sau này không muốn dắt một bà béo đi họp lớp chứ? Nhưng anh cũng không muốn con anh bị đói. Biết làm thế nào, mẹ đã nấu rồi. Em không ăn, bà sẽ buồn lắm. Anh ăn đi, rồi bảo là em ăn. Anh béo thì xấu lắm. Anh béo hay gầy thì đều xấu cả. Chứng trầm cảm sau sinh của em có thể sẽ phát bất cứ lúc nào. Nhất là khi nhìn thấy những thứ này, em cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của mình. Cứ thấy tuyệt vọng là em tức giận. Tức giận là lại muốn khóc. Bảo à, đó là nấu cho Hạ Băng, giúp lợi sữa, con ăn cái gì? Mẹ nấu cháo gạo cho con đây. Mẹ, con không đói. Không bắt con ăn phần cái đâu, con chỉ uống canh thôi. Con bây giờ là kho lương thực của Mãn Mãn. Con đói là nó đói. Mau uống đi, lát mẹ múc thêm cho 1 bát. Để con mở cửa cho. Đây ạ. Bố, mẹ. Thế nào, ngủ ngon không? Ngon ạ. Tôi thay đôi dép. Sao Mạn Mạn không quấy chứ? Cũng ổn ạ, cháu ngoan. Hạ Băng. Được rồi, được rồi. Đã làm mẹ rồi, còn ôm mẹ nữa. Chào bà thông gia. Con phải lo sức khỏe của mình đấy. Chào ông bà thông gia. Chào bà. Ông bà ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ông bà ngồi đi. Bố vẽ cả đêm đấy, con xem đi. Ngồi đi Hạ Băng, mau ngồi xuống đi con. Bà thông gia, tôi đã tìm được cho bà thực đơn 30 ngày ở cữ của một minh tinh Đài Loan. Nghe nói ăn 1 tháng, người về dáng rất đẹp. Quan trọng là tôi đã kiểm nghiệm. Thế à, vậy để tôi xem có biết làm không? Có gì thế ạ, cho con xem với thực đơn, con xem đi. Bà thông gia, tôi mua cái máy hút sữa. À, có chuyện này, tôi phải giải thích rõ. Tôi là người thẳng tính. Ông Hạ biết đấy. Ông ấy chịu đựng tôi cả đời rồi. Có lúc tôi nói năng có hơi... Hôm qua, tôi có gì không phải. Mong bà đừng để bụng nhé. Không có gì đâu. Để tôi xem nào. Tôi hỏi rồi. Họ bảo bọn trẻ bây giờ không cho bú trực tiếp mà dùng máy hút sữa. Để trong tủ lạnh. Lúc nào con đói chỉ cần hâm lại là được. Bà thông gia, bà xem... Sao vậy? Sắc mặt nó không tốt. Mới có 1 đêm mà đã mệt thế này. Bà nghe tôi, đông y nói đúng. Người khỏe hay không, cứ nhìn sắc mặt là biết. Bà xem, trán sạm đen lại, chứng tỏ thận hư. Nào, há miệng ra cho bố xem nào. Đấy, bà xem, khô quá, khí huyết không đủ. Tôi sợ người đầu tiên trong nhà bà bị mệt là Nguyên Bảo. Vừa phải đi làm, vừa phải trông con. Ông bà thông gia, thế này vậy. Hôm nay, chuyển nôi của Mãn Mãn sang phòng tôi, để tôi chăm cháu vậy. Sao con lại có phúc lớn đến thế chứ? Sướng quá đi nhá. Mình hiểu rồi. Cháo long nhãn, canh đậu đỏ dưỡng nhan, cơm ngũ cốc, thịt heo dầu mè, cái gì thế này? Bố Hạ Băng mang đến thực đơn 30 ngày ở cữ của minh tinh Đài Loan để tôi làm theo. Chị đồng ý làm cho nó à? Một bữa bao nhiêu món thế này, cứ như là thực đơn của Vương Mẫu Nương Nương ấy. Tôi thật không hiểu, nó định nuôi con hay nuôi dáng của nó vậy? Đúng thế, tôi không làm thì họ nói. Mà nếu tôi làm thì nhà tôi có phải là trung tâm làm đẹp đâu. Tôi đã bảo mà, nhìn thì tưởng chị thông minh hơn tôi, nhưng thực ra chị không bằng tôi. Chị nghĩ xem, liệu minh tinh người ta có nói với mọi người bí kíp giảm cân của họ không? Ai cũng học theo rồi gầy đẹp như họ, thì họ có giá trị gì nữa? Cũng phải. Hơn nữa, người Đài Loan ăn khác chúng ta.
thói quen cũng khác, nên thể chất khác nhau. Cái này chẳng có giá trị tham khảo đâu, vô ích thôi. Nhưng mà mẹ cháu bảo cô con gái nhà hàng xóm đi làm văn phòng, chưa sinh con, cũng ăn theo thực đơn này. Thế mà chưa đầy 2 tháng sau, da rẻ căng mọng, người chỗ nào ra chỗ ấy. Hạ Băng, cháu chắc là ăn theo cái này chứ? Chưa sinh con cũng ăn thực đơn ở cữ này được à? Cô không tin thì thôi. Thực sự là ăn vào vừa gầy vừa đẹp à? Hay cô cũng có một bản về cho Tiên Tiên xem? Được, được, được. Chỉ không biết có hợp với thể chất của mình không? Với không biết cô Minh Tinh kia có đáng tin không? Hạ Băng, cháu nhầm rồi. Minh Tinh đôi lúc cũng tin được đấy. Với lại cái này là do người Đài Loan viết, thể chất của họ cũng tương tự chúng ta. Mẹ xem, cô Lý cũng bảo là có ích đấy. Có ích, có ích. Cô Lý nói mà con cũng tin được sao? Thôi được, đã thế thì mẹ sẽ làm cho con. Nhưng món truyền thống vẫn phải ăn. Mẹ nấu canh móng giò rồi. Đây là canh rượu ủ, uống đi, lợi sữa nhất đấy. Vâng. Chị cho tôi tờ giấy tôi chép lại. Chép cái gì chứ? Canh đậu đỏ dưỡng nhan này chắc tôi cũng uống được. Nguyên bảo, mẹ tốt lắm. Không phải em, là nó đấy. Mẹ tốt lắm, mẹ đồng ý làm thực đơn của Minh Tinh cho em rồi. Anh đã bảo là mẹ thực ra rất tốt với em mà. Mẹ làm thực đơn Minh Tinh cho em, anh ăn hộ em cái này đi. Anh có cần lợi sữa đâu, anh gầy quá, anh cần bồi dưỡng. Anh bồi bổ thành heo à, heo thì xấu lắm. Em thấy anh biến thành heo có khi lại đẹp. Ăn đi, được không? Anh không ăn, ngon đấy, em nếm thử rồi, ngon thì em uống đi. Em phải để dành đồ ngon cho anh, nhanh lên, anh không... Nhanh nào, ngon không? Lát nữa còn canh móng giò, mau ăn đi. Lấy đâu ra mà nhanh thế, anh không có tay à, tự ăn đi. Nhanh lên, ngoan lắm, mau ăn đi nhé. Dành cho anh một nụ hôn, thế có được không? Chồng em là tốt nhất. Chúng ta bắt đầu nhé. Mời người đầu tiên. Xin chào bà, chào ông. Tôi là Quách Tĩnh. Tôi đến ứng tuyển làm giúp việc cao cấp. Tôi xin biểu diễn điệu Đông Phương Hồng. Tôi là Trương Tử Quân, tên tiếng Anh của tôi là Sissy. Tôi biết biểu diễn môn vẻ đọc nhịu Thượng Hải. Chàng ngưu yêu nàng lưu nhớ chàng ngưu năm nào lưu luyến nàng lưu năm nào lưu luyến chàng ngưu. Một con diều bướm màu sắc sặc sỡ đang bay trên bầu trời rộn rã ý xuân. Nó nhảy múa và bay, bay, bay. Thưa ông, xin chúc mừng ông đã có con. Tốt rồi, người cuối cùng đây. Văn võ song toàn. Người cuối cùng không được, không thật thà. Tại sao? Lúc cô ta đến muộn, cô ta nói bị tắc đường. Lúc sau em hỏi, cái đàn của cô ta xách đi xách lại thế có nặng không? Cô ta lại bảo tự đi xe điện đến. Cô ta đã nói dối. Em thấy người thứ ba được. Cái cô kể chuyện bay, bay, bay ấy. Rất hoạt bát, trông có vẻ rất cởi mở. Em còn chú ý đến một chi tiết nhỏ. Lúc đi về, cô ta là người đi cuối cùng. Cô ta đã nhường cho người khác đi trước. Rất lịch sự.
Biết thế, anh quay lại toàn bộ quá trình tuyển, sau đó đăng lên mạng, nói với những người trẻ rằng họ chỉ cần hoạt bát, cởi mở, lễ độ, rồi là người cuối cùng rời đi, là họ có thể có mức lương 10.000 tệ một tháng, lại còn được đóng 3 bảo hiểm. 5 bảo hiểm. Đúng đúng, 5 bảo hiểm. Còn đây nữa, cô Julie tiếng Anh rất giỏi. Con mình cần môi trường ngôn ngữ như thế. Anh gọi điện cho họ, bảo họ mai đến ký hợp đồng. Rồi trước khi làm việc, em có một số giấy tờ và tờ rơi dạy kỹ năng để họ tự học trước. Được chứ? Vâng, thưa tổng biên tập đại nhân. Em xin lỗi, em ở công ty ra lệnh quen rồi. Nếu anh bận, để em bảo trợ lý gọi điện thông báo cho họ nhé. Ừ, anh không rảnh. Em cứ tưởng anh sẽ nói chuyện nhỏ này không cần em phiền đến trợ lý, anh sẽ gọi điện cho họ. Chính vì đây là chuyện nhỏ nên mới để trợ lý của em làm. Đấy, tại anh nói sai đấy. Xin lỗi nhé. Anh là bố của con, việc nhỏ như thế anh đã thấy phiền rồi à? Sau này còn bao nhiêu việc nữa? Em và anh bình thường đều rất nhiều việc quan trọng phải làm. Nên anh cho rằng những việc có thể bỏ tiền ra thuê người khác làm như việc nuôi con thì chúng ta cứ thuê. Như thế mới có thể toàn tâm toàn ý cho những việc quan trọng. Đây là sự phân phối và sử dụng hợp lý. Em thấy anh dành thời gian quý báu của anh cho con gái anh hết rồi. Anh làm sao? Anh đến thời gian gọi điện cho em cũng không có. Giờ ngày nào anh cũng đi xem phim với nó. Nó định sắp tới vào học viện nghệ thuật, nên giờ phải tiếp xúc với phim ảnh. Chuẩn bị đầy đủ nhỉ? Lần nào anh cũng phải đi cùng à? Xem phim thì mua vé cho nó là xong chứ. Nó tự đi xem được mà. Hoặc mua thêm vài vé cho nó đi với các bạn là được. Dăm ba hôm lại đích thân đi cùng nó. Sau này con mình ra đời, có ngần ấy thời gian, anh phân phối thế nào? Nó đang tuổi dậy thì, nó kết bạn với những ai anh không biết, anh phải đi xem thế nào. Với lại, đâu phải dăm ba bữa anh lại đi với nó. Mấy tuần nay, lần nào anh đi chơi với con bé, em cũng điện thoại nói em không khỏe, anh mau về đi, đưa em đến bệnh viện. Đến một đứa bạn của nó, anh cũng chưa kịp gặp. Em gọi điện quá nhiều. Em đang mang thai. Một ngày em gọi cho anh 7-8 cuộc cũng không quá đáng. Anh chê em gọi nhiều à? Không không. Thôi, không cãi nhau nhé, được không? Kẻo lại, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Được rồi, lái xe đến rồi. Đi làm thôi. Thế anh gọi điện hay em gọi điện? Anh gọi. Cẩn thận. Thôi, em tự đi được. Các cậu đến đúng giờ quá nhỉ? Vâng anh. Một ngày cao điểm nhất, các cậu lắp bao nhiêu bộ? Ngày kỷ lục lắp được 4 đến 5 bộ ạ. Thế cũng nhiều nhỉ? Được chưa? Thử được chưa? Xong rồi đây, anh thử đi ạ. Mời anh thử. Được rồi, tắt đi. Mẹ à, con là mục tử đây. Lâu con không gọi điện hỏi thăm mẹ. Mẹ khỏe không? Con mang thai bị nôn, khó chịu lắm. Tất nhiên rồi. Con biết mẹ có mình Lạc Thiên là con trai. Con đương nhiên muốn sinh cho mẹ một thằng cháu đích tôn. Lạc Thiên à? Thực ra con cũng không hay gặp anh ấy. Chẳng phải anh ấy phải ở bên Lạc Lạc sao? Đâu đáng gọi là rộng lượng ạ. Chỉ là
Từ góc độ của con thì nói anh ấy không tiện lắm. Đương nhiên là con muốn anh ấy ở cạnh con rồi. Vâng, vâng. Vậy mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ gọi cho mẹ sau ạ. Vâng, con chào mẹ. Cho tôi xin tí lửa. Lạc Lạc à? Con hóa trang thế này mà không tự thấy sợ chết khiếp à? Con không dám nghĩ bố lại đến. Không ngờ bố cũng bắt chen đấy. Phải thế chứ. Bố cũng phải theo kịp bọn trẻ các con. Bố còn biết beatbox cơ. Thôi đi bố. Đi thôi. Có phải Lý Mộc Tử lại kiếm cớ gọi bố về không? Không, bà nội con đấy. Mẹ à, lâu lắm không hỏi thăm mẹ. Mẹ thế nào ạ? Con ư? Con đi ba cùng với Lạc Lạc. Còn mẹ? Mẹ đến Thượng Hải làm gì? Không, nhưng con chưa chuẩn bị tâm lý. Mộc Tử cần mẹ ở cạnh làm gì ạ? Mẹ có chịu nổi không? Mẹ. Vâng. Con về. Con về luôn đây. Mẹ đừng kích động. Con về ngay. Cúp máy xong là về ngay. Bà nội con bảo, nếu bố không về với dì Mộc Tử ngay, bà sẽ ra sân bay đến Thượng Hải ngay lập tức. Lạc Lạc. Lạc Lạc. Sinh con là khí huyết hao tổn, phải bồi bổ nên ăn nhiều hoàng kỳ. Bố hạ băng mê đông y, chuyện đó ông ấy chỉ đạo đầy đủ. Xem này. Hạ băng. Cháu bị điên à? Sao mặc ít thế kia? Muốn bị ốm à? Đã 28 ngày rồi, cháu đã hết cữ rồi. Cháu cầm cái gì đây? Còn dám ăn kem này. Nhanh lên, mặc thêm áo vào. Con mà ốm phải uống thuốc là mãn mãn phải ăn sữa bột. 28 ngày đã hết cữ. Con sinh ngày 7 tháng trước, vẫn còn 4 ngày nữa. Tháng trước có 31 ngày. Nếu ai sinh vào tháng 2 thì chả phải chỉ cần ở cữ 28 ngày thôi ư? Hạ băng, ở cữ bao nhiêu ngày là ông trời đã sắp đặt rồi. Có phải cháu muốn thế nào là được thế ấy đâu. Đã chịu được 28 ngày rồi, còn 4 ngày thôi. Nhanh lên, cố chịu rồi sẽ qua. Cháu không nghe lời gì cả. Đã ăn bao nhiêu canh bổ mà chỉ thấy gầy, không thấy béo gì hết. Nó chăm chỉ cho con bú 3 tiếng một lần. Cứ 3 tiếng một lần. Còn bảo tôi thế nào nhỉ? Cho con bú là hút mỡ. Cô vất vả rồi, cô ăn đi. Vâng. Tôi ra đây. Đi đâu mà túi lớn túi bé thế? Con mua chè đậu đỏ. Đưa mẹ cầm cho. Không, để con tự cầm. Đang ở cữ, không được ra khỏi nhà mà lại thèm ăn món này. Mẹ bảo này, ăn ít chè đậu đỏ thì được, nhưng không được mua cho nó thứ gì chua hay cay đâu đấy. Đang cho con bú mà ăn là không tốt. Con có dám bỏ chua, cay hay muối vào cái kho lương thực của con gái con không? Con cứ chịu nó đi, sau này sẽ có ngày phải khóc đấy. Cô ấy không phải là người như thế. Chè đậu đỏ đến rồi. Thank you.
thơm quá. Chè đậu đỏ ngon quá. Em chắc chắn là ăn được chứ? Không ăn được à? Lo lắm. Thế anh ăn đi, xong nói cho em biết cảm giác thế nào. Ừ, được. Cay thế cơ à? Anh có thể khạc ra cả một con rồng đấy. Vừa thơm vừa giòn. Chưa bao giờ ăn miếng củ sen nào ngon thế. Nào, váng đậu này. Ngon cực kỳ. Thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực. Hay là em ăn một miếng đi. Được không? Một miếng chắc không sao. Nếu không phụ nữ ở Vân Quý Xuyên chịu sao nổi. Đúng thế. Đợi đã. Gắp miếng to một chút. Ăn đi. Miếng to thế. Thế nào? Ngon không? Chả còn mùi vị gì. Thôi thôi, đã cơn thèm là được. Đóng vào đi. Anh phải mở cửa sổ cho bay mùi đi. Đậy nắp vào đi. Đắp chăn vào. Thôi, chỗ này không ăn nữa. Lát anh về công ty đưa cho đồng nghiệp ăn. Là sao? Anh lại đi nữa à? Anh tan làm rồi mà, sao còn đi nữa? Chị Đại, anh còn chưa xong việc ở công ty. Anh trốn ra mua lẩu cay cho em, rồi bây giờ phải quay lại làm việc. Đừng, anh ở nhà với em đi, em chán lắm rồi. Ngồi một chỗ tới mức mọc nấm rồi đây này. Thế nếu anh phải làm tăng ca đến tận 11, 12 giờ mới về, chứng trầm cảm sau sinh của em lại tái phát à? Chịu thôi, ông chủ vẫn còn ngồi ở văn phòng kìa. Khó khăn lắm anh mới trốn ra được. Thế là mạo hiểm lắm rồi. Anh tự nghĩ xem. Trước khi cưới anh có thế không? Ngày nào cũng đúng 6 giờ về. Việc đầu tiên là chạy đến công ty em đợi em, bám dính lấy em. Bây giờ, đến giờ mua cho em ít đồ ăn về, anh đã coi như một ân huệ lớn đúng không? Hồi đấy sướng thật, nhưng bây giờ khác rồi. Đi kiếm tiền đi, đi đi. Em như thế, anh đâu có đi được. Thế anh ở nhà với em đi, đừng đi, ở với em. Được rồi Em yêu. Vì ở cạnh em, anh đã lỡ rất nhiều việc rồi. Em yêu. Anh là đàn ông. Đàn ông ngoài chuyện vợ con thì còn công việc, đúng không? Em xem bây giờ, dù thế nào tan làm xong là về nhà ngay. Bạn bè anh Phàn, cậu Trịnh đều gạt anh qua một bên rồi. Anh không còn yêu em nữa rồi. Nếu là ngày trước, anh sẽ thấy đó là vinh hạnh to lớn. Còn bây giờ, anh thấy đó là gánh nặng. Em nói gì vậy? Chúng mình đã kết hôn rồi. Anh nói cái gì? Anh bảo chúng mình kết hôn rồi. Anh nói lại lần nữa đi. Anh nói lại cũng thế thôi, chúng mình kết hôn rồi. Mẹ, sao vậy? Mẹ,
Nó lại muốn ra ngoài à? Nó cứ đi như thế ư? Để con lấy cái áo. Con phải đi vệ sinh. Con lại làm sao thế? Con phải đi vệ sinh. Trời ạ, à, hai cái đứa này thật không hiểu nổi. Anh đến mời em ăn bát canh lẩu cay đi, em không mang tiền. Anh cũng không mang tiền. Về nhà đi. Em còn có nhà sao? Em nói gì thế? Chúng ta kết hôn thì anh có thể không yêu em nữa. Em hỏi anh nói cái gì? Anh cứ tưởng em không nghe rõ nên mới nhắc lại 3 lần. Anh còn câu chưa nói xem không hỏi. Anh còn định nói gì? Chúng ta kết hôn rồi, chứng tỏ anh càng yêu em hơn. Vì sao? Vì sau khi kết hôn, không chỉ có tình yêu mà còn có trách nhiệm nữa. Thế nên anh càng yêu em đúng không? Trách nhiệm gì chứ? Bây giờ anh cảm thấy em là phiền phức của anh. Anh thấy em là canh lẩu cay thì có ấy. Đi thôi, mau đi thôi. Đi đâu? Về nhà chứ đi đâu? Ở đây có nắng, phơi nắng rất tốt. Em phơi nắng cái gì? Em còn đang ở cữ. Em mà bị ngấm lạnh thì sao? Mau về thôi, đi thôi. Giờ anh biết quan tâm đến em rồi à? Mau đi thôi, đi thôi. Đi đâu? Em không muốn đi. Xem phiền phức thế. Đấy, anh nói lời thật lòng rồi chứ gì. Với anh em là sự phiền phức. Đi thôi. Không đi. Em có đi không? Không. Anh hỏi lại lần nữa em có đi không? Không. Anh làm gì vậy? Giở trò lưu manh à? Anh giở trò lưu manh đấy sao hả? Bỏ em xuống, bỏ em xuống. Bỏ xuống, bỏ xuống. Chị làm gì vậy? Cô quen cậu ta không? Tôi là chồng cô ấy. Cậu là chồng cô ấy ư? Đúng, tôi không quen anh. Không quen à? Được, để tôi gọi cảnh sát. Ít nhất là bây giờ tôi vẫn quen anh ấy. Anh ấy là chồng tôi. Chị xem, tôi xin lỗi. Đưa chứng minh thư cho tôi xem. Bây giờ tôi nghi ngờ cô cậu là lừa đảo. Đưa chứng minh thư ra đây. Ai lừa đảo ạ? Chỉ là đùa thôi mà. Hai người là lừa đảo. Chúng tôi không lừa đảo. Đưa chứng minh thư ra đây. Cảnh sát kìa. Đâu hả? Con bé kia không được chạy. Đứng lại, đứng lại. Dám lừa tôi à? Sao vậy? Sao anh lại lấy một cô vợ như em chứ? Trúng xổ số còn gì? Em khỏe thì cứ chạy thêm 1.000 mét nữa đi. Đánh chết, anh cũng không đuổi nữa đâu. Anh không đuổi thì em chạy có nghĩa lý gì? Em đem anh làm trò cười thế vui lắm à? Trả thù anh à? Em trả thù xong chưa? Em muốn làm gì? Em còn một hạng mục nữa, nếu anh đồng ý. Đi, về nhà đã rồi nói, về đã. Hít vào, căng bụng lên, hít. Mọi người học được chưa? Học được rồi. Được rồi à? Tốt. Vậy hôm nay chúng ta luyện tập bài mới. Bài này yêu cầu người mẹ mẫu mực nằm tựa lên người cha mẫu mực. Được rồi, nghe khẩu lệnh của cô giáo nhé. Chuẩn bị. 1, 2, 3, nằm xuống. Không sao chứ? Em sao thế? Xin hãy tìm giúp tôi một bác sĩ. Chị không sao chứ? Tôi cũng muốn chắc chắn là tôi không sao. Chị có bị đau hay khó chịu chỗ nào không? Tạm thời thì không. Chị đợi một chút, đừng lo. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ, sẽ đến ngay. Sao? Sao tự nhiên em lại nằm ra như thế? Đến lúc này tôi chưa thấy có vấn đề gì. Vâng. Nếu vẫn chưa yên tâm
chị có thể về nhà nằm nghỉ ngơi một ngày. Vâng, tôi cũng cảm thấy thế. Ngồi trên thảm, ngã ra sau một cái không nghiêm trọng lắm đâu. Xin lỗi, anh sai rồi. Tại anh không đỡ em. Đi, mình về nhà nghỉ ngơi. Thế không học tiết sau, mô phỏng một ca sinh mổ à? Lúc đó em gây tê hết rồi, em còn nghe làm gì nữa? Bác sĩ sẽ hỗ trợ em. Em không nghe thì ngày mai làm sao thảo luận chi tiết với bác sĩ phẫu thuật riêng của em được. Được được, thế anh đi cùng em. Dậy đi nào. Sao thế? Bác sĩ chẳng bảo em phải nằm giường nghỉ ngơi còn gì. Vâng. Nào, nằm xuống. Anh đẩy em đi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Anh đẩy cho chắc đấy. Yên tâm, anh sẽ dùng nội công đẩy em đi, không làm đau con trai anh. Được, chúng ta hãy xem một ca sinh mổ. Trước tiên rạch da, sau đó là mô mỡ. Tiếp theo nữa là mô liên kết, cơ. Mọi người đừng sợ. Chúng ta nhìn thấy tiếp theo là phúc mạc. Cuối cùng, chú ý nhé. Tử cung. Anh đi toilet cái đã. Những buổi học này với anh khó nhọc lắm à? Không phải khó nhọc, chỉ hơi không thoải mái. Một nơi vốn đầy ý nghĩa và sự đẹp đẽ bỗng chốc đầy máu me đáng sợ. Thảo nào, nhiều đàn ông không muốn cùng vào phòng sinh với vợ. Hóa ra là vì vậy. Đấy là suy nghĩ của thanh niên trẻ. Anh là người đàn ông trưởng thành rồi mà. Với một người phụ nữ trưởng thành, đáng lẽ cũng không nên gọi điện mách mẹ chồng khi gặp vấn đề không giải quyết được. Sao anh nói này nói nọ lại quay về chuyện đó thế? Đáng lẽ một tháng em phải gọi điện cho mẹ anh mấy lần. Đấy là mẹ anh yêu cầu thế. Vậy anh phiền em lại gọi điện cho bà, để bà bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Em à, bà 70 tuổi rồi, đâu phải chuyện đùa đâu, đúng không? Vậy em có một yêu cầu. Được, em nói đi. Anh có thể đi xem phim cùng con gái anh. Nhưng sau này, em phải đi cùng bố con anh. Em đi làm gì? Em làm tạp chí mà, dù gì cũng là trong giới văn hóa. Không, ý anh là sao em cứ phải đi cùng bố con anh? Anh làm cổ phiếu, anh dạy dỗ con gái được cái gì? Em là tổng biên tập tạp chí thời trang. Nếu Lạc Lạc được em chỉ dạy, trình độ thẩm mỹ của nó sẽ khác biệt. Đó là may mắn của nó đấy. Có phải em không muốn anh và Lạc Lạc được gặp riêng không? Đúng là lòng dạ tiểu nhân rồi. Nếu anh không đồng ý thì sao? Thì em sẽ chuẩn bị tiếp đón mẹ chồng. Em không thấy ra điều kiện như thế giống như kiểu đe dọa à? Thế thì có ích gì cho cuộc sống của hai chúng ta? Em định làm gì vậy? Anh hãy nghĩ từ góc độ của em đi. Vợ cũ của anh đột nhiên từ quê lên, lại đem theo con gái lên học. Anh thì ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đến với con gái, để bù đắp tình cảm của người cha, có đúng không? Thế sau này lâu dần, em cũng lo chứ. Đến khi con chúng ta ra đời, anh lại đoàn tụ với mẹ con họ thì sao? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, con là con, hôn nhân là hôn nhân. Hai điều đó không nhất thiết phải đi với nhau. Anh sẽ không vì chuyện của con mà quay lại. Làm cha, làm chồng, không nhất thiết phải là một. Em không muốn đánh bạc với hạnh phúc của em và con em. Em muốn hiệu quả ngay lập tức. Nếu mẹ anh đến, bà nhất định sẽ bắt anh đứng về phía em, ở bên cạnh em, chứ không phải ở bên vợ cũ của anh. Có đúng như vậy không? Thôi được, anh đồng ý, anh đầu hàng. Tuần sau, Lạc Lạc muốn đi xem phim Người Sắt. Nếu em muốn, em có thể đi cùng, được chưa? Được. Em thích xem phim Người Sắt,
hoàn toàn được. Không được đâu. Có sản phụ nhà ai vừa sinh con đã đi tham gia tiệc sinh nhật gì gì đó không? Mà có phải thân thiết lắm đâu. Em không quan tâm là sinh nhật ai, em chỉ muốn được ra ngoài chơi. Con là của cả hai người, sao anh ngày nào cũng được ra ngoài còn em thì không? Em nói rõ thừa, anh có đẻ đâu, em mới là sản phụ, thế nên anh càng phải hiểu cho em chứ. Anh hãy nghĩ đến việc ngày ngày em chăm con, không được ra khỏi cửa. Anh chiều em một lần đi, tối thứ bảy chỉ vài tiếng thôi, nhoáng cái là về mà. Dù anh có đồng ý thì mẹ cũng không đồng ý. Không nói với mẹ là được mà. Em bảo anh lừa mẹ à? Đúng một lần thôi. Em đảm bảo những lúc khác sẽ răm rắp nghe lời mẹ. Chỉ một lần thôi. Không được. Một lần thôi không được. Một lần thôi mà. Một lần. Đúng một lần thôi. Hạ Băng, chị Hà, hội trưởng hội bà mẹ khu mình đến thăm con. Con ra một chút đi. Hội bà mẹ à? Ừ, các bà mẹ trong khu đều tham gia, cùng chia sẻ, giao lưu kinh nghiệm chăm sóc con. Sao họ biết con sinh con? Mẹ ghi danh cho con. Mau ra một chút đi. Hội bà mẹ, răm rắp nghe lời. Tối thứ bảy nhá. Chốt. Chốt cái gì mà chốt hả? Phiền bác ạ. Không, phiền cô ấy chứ. Mẹ, đây là... Vâng, con dâu tôi đấy. Bà mẹ mới sinh đây à? Hạ Băng, đây là hội trưởng Hà, chào chị. Thật không thể nhận ra. Em vất vả rồi. Em vẫn ổn ạ. À, đợi đã. Vui quá, suýt quên. Đây là quà gặp mặt em. Thế ạ. Hội bà mẹ bọn chị, đây là áo phông mẹ con của hội. Áo phông mẹ con. Hay quá. Em gầy quá. Xin lỗi em, bọn chị đều làm size to, theo cỡ hầu hết các bà mẹ mới sinh. Thực ra cả tháng con bé cũng ăn nhiều mà chẳng thấy béo lên. Hạ Băng, bọn chị rất mong em đến tham gia buổi sinh hoạt của bọn chị. Tối thứ bảy này, em có rảnh không? Có rảnh. Tối thứ bảy ư? Em không rảnh ạ. Sao con lại không rảnh? Con chưa hết tháng ở cữ mà. Hai hôm trước vừa bảo 28 ngày là hết cữ được còn gì. Không không, con định nghe lời mẹ, ở cữ đúng 31 ngày. Hội trưởng Hà, thứ bảy vào đúng ngày cuối cùng em ở cữ. Lỡ ra ngoài sớm, sau này về già bị làm sao thì khổ, đúng không? Đúng đúng, vậy để tuần sau. Hội bà mẹ mỗi tháng sinh hoạt vài lần cơ. Vâng vâng. Lần sau chị sẽ báo trước cho em nhé. Vâng được ạ. Cảm ơn món quà của chị, em có thể mặc thành váy. Cảm ơn chị. Vậy lần sau nhé, cô ngồi chơi đi. Bác xem cô ấy gầy quá. Cảm ơn cô. Bác sĩ, tôi định sinh mổ, ngày giờ không vấn đề gì chứ ạ? Chính xác là 9 giờ 20 phút. Tôi đảm bảo với chị, mọi việc sẽ được sắp xếp tốt. Nhiều nhất chỉ được sai lệch 2 phút. Bác sĩ, tôi đã gặp thầy xem ngày. Thầy nói là chỉ qua 9 giờ 30 phút, số mệnh của con tôi đã khác hoàn toàn rồi. Ngoài ra, bác sĩ phải đảm bảo tôi là ca mổ đầu tiên mà anh thực hiện trong ngày hôm đó, được không? Không vấn đề gì, đây là gói siêu VIP mà. Tốt rồi, cảm ơn bác sĩ. Còn chuyện này, nhờ anh vẽ lên đây vị trí và chiều dài của vết mổ. Anh cứ vẽ đi, sau đó tôi sẽ nói yêu cầu của tôi. Tôi biết. Vết mổ chắc là nằm trên xương mu khoảng 3 cm, đúng không? Tình trạng mỗi phụ nữ mang thai khác nhau và các bác sĩ khác nhau cũng có khác biệt, nhưng tôi muốn ca mổ của tôi hoàn hảo. Với gói siêu VIP này, chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn hảo. Tốt quá. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên đi. Nhảy lên cho nhanh cao nào. Em biết hai bố con đi từ trường đến nên đã mua ít điểm tâm lót dạ. Đồ con thích uống này. Cái này có ngọt quá không? Anh chả biết gì, đây là lợi khuẩn, uống sẽ tốt cho đường ruột. Cảm ơn dì Mộc Tử. Sau này con muốn xem biểu diễn, nói trước với dì. Mấy đêm nhạc của các ngôi sao dì kiếm được vé đấy. Thật ạ?
còn có thể rủ bạn đi cùng nữa. Thế thì tốt quá. Đi nào, vào thôi. Lạc lạc. Mẹ. Sao thế lạc lạc? Con bảo con đi xem phim cùng bố kia mà. Con không nói với mẹ à? Dì Mộc Tử cũng đi cùng. Không xem nữa, đi về. Bố con tôi xem phim mà. Bao nhiêu người nhìn kìa mẹ. Chỉ xem phim thôi mà, có đến nỗi thế không? Lạc lạc, mẹ không cho phép con đi cùng người phụ nữ này. Con tưởng cô ta đi xem phim thật ư? Cô ta bán con đi, con còn không biết đấy. Này, Lạc Thiên, một là anh đi xem phim riêng với Lạc Lạc, hai là tôi đưa con bé về. Con không về, sao cô lại nói khó nghe thế? Anh là người có thân phận phải không? Tôi chả là gì cả. Tôi không sợ làm ầm lên ở đây. Tôi nói cho anh biết, tôi không cho người đàn bà này đến gần con tôi. Nói nhỏ thôi. Thế này vậy, anh đưa Lạc Lạc vào xem đi. Hôm khác em sẽ xem. Chị Từ, nếu chị có thời gian, hai chúng ta ra quán cà phê ngồi đi. Mộc Tử, vào đi, vào đi. Yên tâm, sẽ không cãi nhau đâu. Nào, vào đi. Yên tâm vào xem phim đi nhé. Cầm lấy cái này. Mộc Tử, yên tâm, không cãi nhau đâu. Chắc chị thấy lạ vì thái độ nói chuyện của tôi bây giờ rất khác trước. Là vì tôi rất quan tâm đến giáo dục thai nhi trong bụng tôi. Nếu tính tôi nóng nảy như trước đây, sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình trưởng thành của em bé. Nên hôm nay, dù chị nóng nảy thế nào, tôi cũng sẽ không la hét với chị. Lý Mộc Tử, chuyện đứa trẻ trong bụng cô tôi không quan tâm, vì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ cần cô dừng lại gần con gái tôi. Chị nên nghĩ lại. Nếu con gái chị muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Lạc Thiên, tức là bố của nó, thì sự ủng hộ và cho phép của tôi là vô cùng quan trọng. Vợ chồng có thể ly hôn, nhưng cha con là quan hệ huyết thống. Dù cô có ly tán, chọc phá thế nào, điều đó cũng không thay đổi. Đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng nếu nước lã là tôi đây mà đầy hơn cả ao thì máu cũng có thể loãng. Ví dụ như khi con của Lạc Thiên và tôi ra đời, tôi muốn anh ấy ở nhà nhiều hơn để làm tròn trách nhiệm người cha, thì thời gian của anh ấy dành cho con gái chị sẽ ít đi. Còn nếu như tôi thấu hiểu anh ấy, cho rằng anh ấy vẫn nên dành thời gian chia sẻ với con gái, thì chắc chắn anh ấy sẽ có nhiều thời gian cho con bé hơn. Thực ra chị và tôi vẫn có thể tìm thấy điểm cùng có lợi. Chúng ta đều hy vọng có thể cho con gái chị ra nước ngoài du học. Cô muốn cho con tôi đi du học ư? Tốt nhất là sau khi học xong, nó còn nhận được thẻ xanh để ở lại, sau đó đón chị sang. Hai mẹ con chị có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc ở đó. Thế thì tốt biết bao. Chuyện của con gái tôi không cần cô lo. Đây là chuyện tương lai của con chị. Chị đừng đánh đổi tiền đồ của nó vì sự hận thù cá nhân của chị. Không việc gì đến cô. Lý Mộc Tử, loại đàn bà rắn độc như cô sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Chị nhớ đấy, hôm nay lẽ ra là một cơ hội để con gái chị cất cánh bay cao thành phượng hoàng. Chị cố chấp như thế là khiến con gái lặp lại cuộc đời của chị đấy. Cô làm đảo lộn cuộc đời tôi mà cô còn muốn tôi đứng yên nhìn cô sống yên ổn sao? Chính chị đang liên tục làm phiền cuộc sống của tôi. Lý Mộc Tử, từ nay về sau tôi sẽ không cho cô gặp con gái tôi. Tôi cấm cô nói đến chuyện du học nước ngoài với tôi. Anh thực sự không biết cô ta sẽ đến. Lạc Lạc bảo với anh, lần nào bố con anh gặp nhau, mẹ nó đều có thể đi theo. Hôm nay chắc là vì nhìn thấy em nên cô ta mới lao ra. Nếu chị ta cứ tiếp tục gây rối cho cuộc sống của chúng ta thì phải làm sao? Không đâu, cô ta chẳng gây ra được chuyện gì lớn.
Kể cả chuyện nhỏ mà cứ liên tục thì cũng khó đối phó. Nhất là sau khi con chúng ta ra đời, em sợ chị ta sẽ làm điều bất lợi cho nó. Không đến nỗi thế đâu, đừng lo lắng quá được không? Trong công việc cũng thế, em thấy khó xử lý nhất là loại người đó. Cho tiền không nhận, nói nhẹ không nghe. Alo, chuyện gì vậy? Lạc Thiên, tôi bảo Lạc Lạc phải bỏ ngay ý nghĩ đi du học nước ngoài. Thế là nó bỏ chạy đi rồi, điện thoại cũng không nghe. Sao cô lại nói với nó như thế? Được rồi, để tôi tìm nó. Nó lớn tướng rồi, không lạc đâu mà sợ. Chắc chắn là đi với bạn. Ở đường Ngô Giang. Em nhắn gì mà nó trả lời em nhanh thế? Em nói dẫn nó đi dạo phố mua đồ. Để em đi gặp nó, muộn muộn sẽ đưa nó về. Em đưa nó đi mua đồ, đừng mua thứ gì quá 200 tệ. Nó còn đang đi học, đừng cho dùng đồ xịn, sinh hư đấy. Bây giờ 200 tệ mua nổi cái gì? Con gái tuổi ấy trước hết phải mua đồ dỗ dành nó, sau đó mới từ từ chuyện trò về cuộc sống. Không hiểu phải không? Dì Mộc Tử, đẹp không? Đẹp. Con mặc đồ này là có thể chụp tạp chí luôn đấy. Con thấy mình như biến thành một người khác ấy. Biến thế nào thì con vẫn là con gái của mẹ con. Lát đừng quên gọi điện cho mẹ nhé. Lạc Lạc, mẹ con tức giận với dì nên mới nói không cho con đi du học. Con yên tâm, chỉ cần con đạt được chứng chỉ ngoại ngữ, những chuyện khác, dì Mộc Tử và bố con sẽ giải quyết hết. Thật ạ? Đương nhiên là thật. Chúng ta sẽ tìm cho con trường học ngôn ngữ tốt nhất. Thế thì đắt lắm. Con nhớ nhé, nếu vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì đều không còn là vấn đề, nhớ chưa? Con phải nói với mẹ con, dù thế nào, con cũng muốn hoàn thành ước mơ học tập. Bà ấy là mẹ con, chắc chắn là muốn tốt cho con. Nên dần dần, mẹ con sẽ nhượng bộ thôi. Còn nữa, những chuyện không vui của mẹ con không liên quan đến con, đến dì hay bố con. Nên con đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, Lạc Lạc. Nào, thử chỗ đồ kia đi. Phải không, bố? Phải, phải. Mãn Mãn, con phải ngoan nhé. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh con ra, mẹ đi xa con quá 50 mét. Con phải ngoan, đừng nhớ mẹ quá nhé. Con ngoan, mẹ đi một lúc rồi sẽ về. Em nói với con thế, em định đi thật à? Phải xem anh có chịu giúp em không. Nhưng anh không có lý do gì để giúp em. Mình hoãn lại thêm được không? Đừng để người khác nói anh lấy về một cô vợ yêu quái được không? Thực ra em vẫn đang thử thách anh xem anh yêu em đến mức nào. Em thề, sau hôm nay em sẽ lập tức trở thành mẹ hiền vợ đảm cho anh xem. Rốt cuộc là sinh nhật ai mà phải đi bằng được thế? Toàn là bạn học cũ. Bạn học cũ anh đều quen cả. Ai vậy? Em đã hỏi rồi. Tối nay bảo soái không đến. Hôm nay anh ấy trực đêm. Thế nếu cậu ấy đến thì sao? Anh ấy đến thì em sẽ về. Đổ lòng dạ hẹp hòi. Không nhá. Em nói ra trước đấy chứ. Anh không nghĩ đến chuyện đó. Anh nói xem, sau khi kết hôn, em đã làm gì khiến anh không yên tâm chưa? Chưa. Vấn đề là anh không cho rằng em nên đi. Rốt cuộc là có cho đi không? Có cho đi không? Có cho đi không? Có cho đi không nào? Đang bế con đấy, đừng làm loạn. Có cho đi không? Một lần này thôi. Cho đi không? Anh nói đi. Đi, đi.
Anh xin em đi, anh xin em đi, anh xin em. Anh nói đấy nhá. Ừ, anh nói. Này, nhanh lên, bế đi. Mãn mãn ngủ rồi, nhẹ thôi. Thế nào? Không được, hở quá. Chỗ này này, không được đâu. Xin nghe chồng. Thế nào hả? Anh thấy thái độ của em rất tốt. Em có thể cân nhắc tiếp tục giữ thái độ đó. Cứ thế mãi thì anh lại không biết trân trọng. Đồ ăn của con gái anh đâu? Đã chuẩn bị cả rồi. Em làm mẹ dù có tệ thì cũng không để con gái mình đói được. Ở đâu? Hai bình để trong tủ lạnh. Cứ ba tiếng anh lấy ra một bình, mẹ sẽ tưởng em vẫn ở trong phòng làm việc. Mãn mãn, mẹ của con rất thông minh đúng không? Này, này, thế lỡ mẹ vào phòng phát hiện ra em không ở đây thì anh biết nói thế nào hả? Cô Lý, cô sang đây à? Ngồi đây xem tivi. Tôi mệt quá, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống xem tivi một lát. Hôm nay thứ bảy, Hạ Băng không đòi ra ngoài à? Không, không thấy nhắc lại. Mấy hôm nay như một người khác vậy. Dù sao cũng làm mẹ rồi, phải hiểu chuyện chứ. Nhờ chị biết dạy dỗ đấy. Nhưng các cô gái có con xong cũng sẽ thay đổi, chị yên tâm. Bảo à, Hạ Băng hơi bị nghẹo cổ. Sao vậy? Không, không sao đâu ạ. Cuối năm một lát là hết. Không sao đâu ạ, giúp cháu massage cho con bé. Được, được. Không nghiêm trọng chứ? Không ạ, cô cứ xem tivi đi, tôi làm là được rồi. Thế nào là massage? Dạ. À, con vừa học trên mạng. Dùng dầu em bé xoa lên người, sau đó massage dọc cột sống cho con bé. Như thế sẽ giúp đứa bé thông minh hơn. Chị massage cho Mạn Mãn, để em xoa bóp cho Hạ Băng. Sao thế Bảo Bảo? Con làm gì thế? Cô ấy đang không mặc quần áo. Tại sao? Sắp ngủ mà. Không mặc quần áo thật là... Hình như quần áo nhà mình chưa phơi. Đúng không mẹ? Để tôi. Cảm ơn cô Lý. Lát tôi ra giúp cô. Không cần, không cần. Mẹ massage cho Mạn Mãn đi. Thật là con hôm nay lạ lắm. Đâu có ạ. Sao nó lại tự kêu lên thế? Đừng kêu nữa. Nguyên bảo, nó tự kêu sẽ làm Mạn Mãn thức giấc đấy. Thế ạ? Không đâu. Mạn Mãn dạo này thích nghe âm thanh này lắm. Không nghe thấy tiếng, nó lại thấy không an toàn. Cháu làm à? Vâng, cháu thấy con gái cháu có tài năng về âm nhạc. Vậy chúng ta lại cho nó kêu lên cho vui. Không, chỉ cháu biết Mãn Mãn thích tiết tấu như thế nào. Cháu không cần căng thẳng thế đâu. Đâu có ạ. Quần áo.
an toàn lắm rồi. Ai ra ngoài vậy nhỉ? Xong chưa? Kéo lên được rồi. Chị xem, con gái trẻ bây giờ đến tối là ăn mặc cứ như không mặc gì ấy. Hồi trước Hạ Băng nhà tôi cũng thế, bây giờ khá hơn nhiều rồi. Em là em rất nghiêm khắc với chuyện ăn mặc của con Tiên Tiên nhà em. Không được hở đùi, hở vai, hở khe ngực, hở lưng. Không biết là con gái nhà ai nữa. Chắc không phải là khu nhà mình, chỉ đi qua thôi. Bình trở lại rồi, chúc mừng sinh nhật. Mẹ bỉm sữa giá đáo. Chúc mừng sinh nhật cậu. Bái kiến mẹ bỉm sữa sinh nhật vui vẻ, ngồi đi, đến muộn phạt một ly. Mẹ bỉm sữa đâu được uống rượu chứ, vàng đỏ không sao đâu. Lúc ở cữ cậu còn ăn canh rượu nếp mà. Ai đến cũng phải mời thọ tinh của chúng ta một ly chứ. Đúng, nhất định rồi. Năm nay tôi tròn 30, cả đời chỉ có một lần. Cậu là bạn. Cậu xem thế nào đi, uống một chút đi, cạn ly, được, cạn ly. Sao rượu này ngon thế nhỉ? Có phải vì lâu lắm rồi tôi không được uống rượu không? Bảo Soái mang từ Anh về đấy, chỉ có đúng 2 chai thôi, mang đến cả đấy. Bảo Soái, anh ấy chưa không đến được mà, ra ngoài gọi điện rồi. Cậu ấy đến điểm danh, tặng 2 chai rượu rồi đi ngay ấy mà. Nào, mừng sinh nhật tôi. Mừng bà mẹ sành điệu của chúng ta trở lại. Cạn ly nào. Cạn ly. Anh chưa đi à? Đang định đi rồi. Nguyên Bảo nghe nói anh không đến nên mới cho em đi đấy. Anh nghe nói em đến nên mới quyết định đến thăm em. Không có ý gì đâu. Chỉ muốn xem dạo này em ổn không. Ai ở cữ mà chẳng giống nhau. Anh thấy tinh thần và sức khỏe của em đều hồi phục rất tốt. Em có mẹ chồng giúp đỡ chăm con, lại được nghỉ thai sản dài, nên chắc gần đây vui lắm. Sao vậy? Nếu em nói rằng em sắp không chịu nổi nữa, anh có tin không? Mạn Mạn nhà em được hơn 20 ngày. Em không biết con người khác lớn lên thế nào. Cũng không biết các bà mẹ khác gặp bao nhiêu chuyện khổ cực. Hoặc có thể như người khác nhìn nhận, tất cả chỉ là vấn đề từ chính em. Xin lỗi, em lại coi anh như thùng rác rồi. Anh biết tính khí khác thường của em. Em cũng chẳng có bạn bè để tâm sự. Không sao, em biết em sẽ phải tự giải quyết những chuyện đó. Anh về đi. Anh mà ở đây, em sẽ cảm thấy mình đã lừa Nguyên Bảo. Được. Anh cũng đến giờ phải đi rồi.
Em báo với mọi người một tiếng giúp anh, bảo anh có ca cấp cứu nên đi trước. Vào đi, đừng suy nghĩ nhiều, chơi vui vẻ nhé. Anh đi đây. Em không say, đúng đúng, em không say. Chồng ơi. Ngồi dậy nào. Lạy trời, em mau tỉnh đi. Con gái anh đói rồi. Mãn mãn không còn gì ăn rồi. Nào. May, Julie, sao thế? Chúng ta đến bệnh viện đi. Sao vậy? Tim thai có vấn đề thì phải. Tim thai làm sao? Có lúc em nghe thấy, có lúc lại không thấy. Em đừng làm anh sợ. Liệu có vấn đề gì không? Nào, đi kiểm tra, đến bệnh viện thôi. May. Lạc Thiên, anh lấy nhanh chút nữa được không? Nhanh lắm rồi. Nhanh nữa lên. Đây là vì mạng sống của con anh đấy, phải giành giật từng phút. Lỡ nó làm sao thì sao? Sao thế? Sao vậy? Hình như em lại nghe được tim thai rồi. Đúng rồi, đợi đã. Nghe thấy rõ chưa? Có rồi. Em thấy liên tục không? Có, liên tục rồi. Thì ra nó chơi trò trốn tìm với chúng ta. Bây giờ có liên tục rồi. Xem này. Bây giờ sao đây? Có đi bệnh viện nữa không? Không đi nữa. Không làm sao đi bệnh viện làm gì. Về thôi. Con trai anh thật là nửa đêm còn hành chúng ta thế này. Làm cả nhà mất công đi lại. Về thôi. Mãn mãn. Uống nước nào. Mãn mãn, sao mặt đỏ thế nhỉ? Không sốt. Sao thế nhỉ? Mặt đỏ kiểu hơi không bình thường. Bảo bảo hạ băng. Sao mà ngủ say thế? Bảo bảo, mau dậy đi. Mãn mãn, mặt đỏ bừng, ngủ mê mệt đến giờ chưa tỉnh, không biết bị làm sao. Hạ băng, mau dậy đi con. Con sang xem thế nào đi.
Hạ Băng, sao mặt con lại thế kia? Sao người lại toàn mùi rượu vậy? Mẹ hiểu rồi. Tối qua con đi uống rượu đúng không? Lại còn bảo bị nghẹo cổ nữa chứ. Chả trách mặt mãn mãn đỏ bừng, ngủ mê mệt không dậy nổi. Nó bú sữa của con có chứa cồn, con làm nó say rồi. Mẹ, Mãn Mãn có sao không? Đưa cho mẹ. Đi thôi. Đi đâu ạ? Đi bệnh viện. Mau lên đến bệnh viện thôi. Đợi em, để em nôn đã. Em nhanh lên. Đợi em. Mau đi thôi, đừng đợi nữa. Đợi em với. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, không sao chứ? Chắc không sao. Nhưng bác sĩ bảo con bị say rượu. Nói là cho bú thì đừng uống rượu, uống rượu rồi thì đừng cho bú, không nguy hiểm đến tính mạng chứ. Sao lại không? Nghiêm trọng lắm. Mãn Mãn, Mãn Mãn, Mãn Mãn. Về nhà thôi. Tốt rồi. Mãn Mãn, Mãn Mãn. Mẹ giận rồi đấy. Mãn Mãn, mẹ đi thang máy đi ạ. Đây có thang máy. Mẹ xin lỗi Mãn Mãn. Con lần đầu làm con, mẹ cũng lần đầu làm mẹ. Mẹ không biết rượu lại có thể chuyển sang con như thế. Con không khó chịu chỗ nào chứ? Có đau đầu không? Có cảm giác gì không? Có nhìn một thành hai không? Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sau này không động vào một giọt nào nữa. À không, mẹ không thể lừa con. Mẹ xin hứa sau này sẽ không uống nhiều nữa, được không? Tha lỗi cho mẹ nhé. Lại sai rồi, mấy cái thứ lỉnh kỉnh này. Bỏ đi, sau này không đeo nữa. Vì Mãn Mãn sẽ không đeo nữa. Mẹ xin lỗi con 1 vạn lần. Đừng buồn nữa nhé. Mẹ yêu con. Thơm một cái được không nào? Mẹ. Mẹ đang ngủ. Em chết chắc rồi. Em xong rồi. Mẹ chưa bao giờ tức giận như thế. Đến giờ cơm cũng chưa thèm nấu. Em đã nhận lỗi rồi, nói là sau này không tái phạm, còn muốn em làm gì nữa? Vô ích thôi. Có cách rồi. Anh đánh em đi. Anh đánh em ư? Em thật chẳng ra làm sao cả. Sao em có thể làm thế? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà không chịu sửa. Em muốn thế nào? Em biết em sai rồi. Em biết sai. Em biết sai rồi à? Anh đánh em cũng được. Đừng có làm con đau. Tức chết đi được. Con có tội tình gì đâu. Con cái gì sao thế?
Mẹ ơi cứu con với. Em còn mặt mũi mà nói với mẹ à? Có ai như em không? Em muốn làm gì có ai ở cữ như em không? Bảo đừng làm mãn mãn sợ. Mẹ, mẹ tha lỗi cho con nhé. Cho con một cơ hội. Con sẽ ngoan ngoãn nuôi con làm người mẹ tốt. Cho em bao nhiêu cơ hội rồi hả? Chuyện này mẹ mà không nguôi giận thì không yên được đâu. Coi như mẹ tha lỗi rồi. Mau đứng dậy đi. Quỳ xuống. Không nghe hiểu tiếng người à? Vừa rồi mẹ bảo coi như không nghe rõ à? Bảo, thôi đi. Mẹ thực sự hết giận rồi. Hạ Băng biết lỗi là được rồi. Mẹ chỉ lo cho mãn mãn. Còn bé thế mà tiếp xúc với rượu, lỡ bị làm sao? Mau đứng dậy đi. Đứng dậy đi, hết giận thật rồi. Mau đứng dậy đi con. Mẹ, con biết rồi. Sau này con không tái phạm nữa. Con nhất định được rồi, mẹ tha lỗi cho con rồi. Thật là, làm gì thế không biết. Hai. Hai cái đầu anh ấy. Diễn xuất đỉnh cao. Đã quá hả? Nhập tâm hoàn toàn nhỉ? Ai hiểu thì biết anh đang diễn kịch, không hiểu lại tưởng anh hiền quá hóa cục. Thôi đi, ai dám động đến em? Thề độc chỉ là diễn kịch thôi. Anh mà động đến một sợi tóc của em, anh sẽ bị sét đánh. Được, ân huệ nhỏ lần này em sẽ ghi nhớ. Xưa nay em chỉ thủ dai chứ có nhớ ơn đâu. Em là dạng phổi bò mà. Ai bảo thế? Mẹ em bảo em là cô gái lương thiện, dịu dàng, thấu hiểu và khoan dung nhất thế giới. Không tin, anh hỏi mẹ em đi. Em kể chuyện hài đấy à? Ai đấy? Sao lại gõ thế chứ? Bà thông gia. Bà thông gia, bà đến có chuyện gì vậy? Tôi nghe điện thoại của bà xong, mẹ em đấy. Sao thiêng vậy? Tôi thu dọn ngay đồ đạc, đi không ngơi chân để lao đến đây. Mệt chết đi được, tôi còn tưởng tôi nghe nhầm. Bà bảo, Hạ Băng mau ra đây đi. Cái đứa con gái vô tích sự của tôi đâu rồi? Mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ? Sao mẹ lại đến à? Sao mẹ lại đến ư? Mày làm sao thế? Bố mày suýt bị mày làm cho tức chết, mày có biết không? Bà thông gia, bà đừng lo, để tôi xử lý nó. Mẹ, mẹ gọi điện cho mẹ vợ con à? Vừa rồi mẹ gọi điện cho bà thông gia, mẹ không ngờ. Ai bảo mẹ gọi điện chứ ạ? Nguyên bảo, mẹ con gọi điện cho mẹ là đúng đấy. Không, mẹ con không gọi, làm sao mẹ biết nó như thế? Thôi thôi thôi, bà thông gia, tôi đến rồi. Nó chắc chắn phải ngoan ngoãn. Tôi sẽ ở ngay đây. Tôi không có ý đó. Hạ Băng có chuyện gì tôi gọi cho bà là được. Không cần phiền phức thế. Không phiền chút nào đâu. Cứ gọi điện qua gọi điện lại mới là phiền. Nhà bà rộng thế này. Tôi sẽ ở ngay phòng khách này thôi. Chào mừng. Chào mừng mẹ. Nhà tôi tuy rộng, nhưng bà ở đây chắc mọi người đều thấy không tiện. Không đâu. Với lại, chuyện nhỏ thế này không cần ầm ĩ quá. Thật đấy, bà ở bên kia hàng ngày còn đi tập nhảy mà. Nhảy múa thì tôi không bỏ được. Lát tôi bảo bố Hạ Băng mang cái đầu DVD đến đây, cắm vào TV nhà bà là được. Hàng ngày tranh thủ lúc mãn mãn ngủ, tôi sẽ tập. Bà thông gia, tôi còn phải khuyên bà, sau này bà cũng tập nhảy cùng tôi, rèn luyện sức khỏe. Tôi thì chịu, chưa bao giờ tôi nhảy múa kiểu ấy. Trước tôi cũng có nhảy đâu. Không nhảy thì không biết, nhảy rồi là không quên được. Nguyên bảo, gì vậy? Không cần phải tiếp đón mẹ, mẹ tự biết chăm sóc mình. Cho mẹ thêm ít nước nóng. Bà thông gia, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tự nhiên như ở nhà. Thật đấy. Xin lỗi, em đến muộn. Nhà em có chút việc nên đến muộn. Không sao, không sao. Cô đến là tốt rồi. Tất cả đều đang đợi cô. Xin lỗi mọi người. Ăn đi. Tôi gắp cho cô ăn nhé. Ăn đi.
gọi rất nhiều đồ ăn, có cả món cá mú đỏ mà cô thích đấy. Nào, trước tiên chúng ta chúc mừng Hạ Băng hết thời gian ở cữ. Chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay tôi mời mọi người tụ tập, trước hết là để chúc mừng cô. Thứ hai, cô thấy đấy, tôi cũng sắp sinh rồi, nên gọi mấy chị em đã làm mẹ đến, kể cho tôi quá trình sinh nở của mọi người, chia sẻ cho tôi ít kinh nghiệm. Tôi mang cả sổ ghi chép đây. Chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi. Vâng vâng, tôi cũng chuẩn bị. Tôi còn mang cho chị các loại giấy tờ nằm viện trước đây. Đúng tinh thần của tạp chí chúng ta. Tổng biên tập có cả ảnh của con, chị có thể xem. Tôi chuẩn bị sinh mổ. Các cô đều sinh mổ rồi hả? Vâng, cô còn mổ 2 lần rồi, vâng. Nhanh kể cho tôi nghe đi. Tất cả mọi chi tiết trong vòng 24 giờ trước và sau khi mổ, tôi cần lưu ý những gì. Vâng, vâng. Tôi có thể học hỏi kinh nghiệm của các cô. Được, sẽ nói dần dần ạ. Ngồi đi, tất cả cùng ngồi xuống đi. Chúng ta còn cả bữa ăn mà, vừa ăn vừa nói. Không ngờ kinh nghiệm sinh 2 đứa con giờ cũng có lúc dùng đến. Hạ Băng sinh thường nên không có kinh nghiệm về chuyện này. Tổng biên tập, lúc chị sinh, nếu cần tôi sẽ đến giúp. Chuyện này tôi nhiều kinh nghiệm lắm. Đúng, tôi cũng có thể giúp con tôi lớn rồi, đêm không cần ngủ cùng. Đúng đấy. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Mọi người đều đến giúp tôi thì tạp chí chúng ta biết làm sao. Không sao, chúng tôi thay phiên nhau đến giúp chị. Đúng đấy, thay nhau. Này, lúc tôi sinh, cô đi cùng tôi nhé. Em ư? Được không? Được chứ. Được ạ. Bác tìm mẹ đấy. Bảo mẹ đi họp hội các bà mẹ. Bây giờ nhiều hội thật đấy. Vâng. Hội bà mẹ của các cô độ tuổi tầm khoảng bao nhiêu? Khoảng 30 ạ. Trẻ thế à? Thế thường có những hoạt động gì? Thì trò chuyện thôi ạ. Chỉ chuyện trò thôi à? Thì còn làm gì được nữa ạ? Không vui, chỉ chuyện trò thì không vui. Cứ ngồi nói chuyện suông với nhau, rồi có lúc dễ nói đến những chuyện riêng, chuyện xấu trong nhà, không vui. Hoạt động phải rộng hơn, như chúng tôi là cùng nhảy. Nhảy múa vui lắm. Đặc biệt là các bà mẹ bây giờ, sinh con xong, cô muốn làm gì đầu tiên? Muốn khôi phục vóc dáng, cứ ăn mặc đẹp vào là người ta thấy tự tin thôi. Thêm nữa, hội bà mẹ các cô nên mở rộng độ tuổi hơn, như tuổi tôi đây vẫn có thể tham gia. Vâng, bọn cháu sẽ suy nghĩ. Vậy phiền cô thông báo với Hạ Băng 10 giờ sáng đến tham gia hoạt động của bọn cháu nhé. 10 giờ hả? Vâng, 10 giờ. Mẹ con có đi không? Mẹ con chắc chắn sẽ đến đúng không? Cô xem đôi mắt nó kìa. Hay là đến cùng bà ngoại nhé? Cười kìa. Bà ngoại cũng sẽ đi. Sao chị lại để bà ta ở đây? Phải đuổi bà ta đi chứ. Cứ đi đi lại lại thế này, đây thành nhà bà ta à? Bái nói đến quản giáo Hạ Băng, tôi đuổi thế nào được? Chị tin bà ta đến quản giáo Hạ Băng ư? Bà ta đến canh chừng chị thì có ấy. Bà ta sợ Hạ Băng ở đây bị chị bắt nạt. Chị phải đẩy bà ta về. Không thể để ở đây được. Nếu không, hậu họa khôn lường. Chị không muốn nói thì để tôi nói. Tôi với bà ta chẳng phải thông gia, tôi sợ gì. Cô đừng nói, dù sao đây cũng là chuyện nhà tôi. Lát hội trưởng Hà về, tôi sẽ nói với bà ấy. Hạ Băng thực sự nên đến hội bà mẹ rèn rũa. Tôi nghe nói, các bà mẹ trong hội ở khu mình đều là vợ hiền, mẹ đảm đấy. Thế à? Nếu vậy, coi như tôi được trời phù hộ rồi. Black à, thấy thẻ học viên chưa con? Rồi ạ. Tuần sau khai giảng rồi. Con phải nghe lời bố. Chơi ra chơi, học phải ra học đấy. Con biết rồi bố ạ. Dì Mộc Tử có ở cạnh bố không? Con muốn nói chuyện với dì. Dì ấy không có ở đây. Hay để bố bảo dì lúc nào rảnh gọi điện cho con nhé. Vâng ạ.
Được rồi. Thế nhá, chào con. Tạm biệt bố. Em sao thế? Lúc thì hào hứng nhiệt tình làm cái này cái nọ cho nó, lúc lại không thèm nói chuyện, làm nó bị tổn thương. Vấn đề của nó giải quyết xong rồi, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý đón con của chúng ta chào đời. Từ bây giờ, anh phải giống em, không phân tâm, chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là sinh một đứa con chất lượng cao. Chất lượng thế nào? Là do ADN và sự sắp đặt của ông trời. Phải sinh ra mới biết. Em có chuẩn bị thế nào cũng vô ích. Hàng ngày trên thế giới này có bao nhiêu việc, bao nhiêu người, dù ông trời sắp đặt vẫn phải tự đấu tranh, tự cố gắng. Anh xem em, sinh ra ở thành phố nhỏ, không có cha mẹ, đó là số mệnh ông trời sắp đặt cho em. Nếu em không đấu tranh và nỗ lực, làm sao bây giờ có thể trở thành tổng biên tập tạp chí người đẹp? Làm sao có nhà đẹp, xe đẹp? Cả anh nữa. Hồi đó, anh đầy sức hút. Bao nhiêu cô gái vây quanh anh. Em vẫn giành được anh từ họ đấy thôi. Phải. Anh tưởng sao hả? Lạc Kỳ nhà ta càng phải như vậy. Bác sĩ từng bảo em không thể sinh con. Nhưng em muốn giành giật với ông trời một phen. Thực tế chứng minh em đã giành được rồi. Thế nên kinh nghiệm dạy em rằng những việc mình muốn, mình phải dốc hết sức lực, cố gắng không mệt mỏi. Ông trời sẽ cảm động và sẽ nhường đường cho mình. Anh xin em cho nghỉ phép được không? Anh ra ngoài uống chén rượu. Nhà có bao nhiêu rượu? Nhưng bây giờ hai cô giúp việc cao cấp đi tuần như cảnh sát đấy, mất hết cảm hứng. Được chứ? Vậy anh về sớm nhé. Ừ. Đừng uống nhiều quá. Ừ. Tám trăm năm, lâu dài nhất. Bà chủ về rồi ạ. Bà chủ. Các cô cứ tiếp tục đi. Chu rời đô, vương chuyển kinh. Đừng quên nhé. Vâng. Dành lại đến chơi nhé. Vâng. Đi cẩn thận đấy. Mãn mãn. Mình đi ngủ thôi. Mẹ Hạ Băng, hội trưởng Hạ về rồi à? Về rồi. Mẹ Hạ Băng, tôi muốn bàn với bà một chuyện. Tôi biết bà muốn nói gì. Mai là mãn mãn đầy tháng, tôi đã tính rồi. Tôi sẽ bế mãn mãn đi chơi cầu bà ngoại, đúng không? Sao lại cầu bà ngoại? Bên nhà tôi, khi trẻ đầy tháng, bà ngoại sẽ bế cháu đi qua ba chiếc cầu. Sau này cháu sẽ gan dạ. Con gái cần gì gan dạ đến thế? Hạ Băng hồi nhỏ cũng thế à? Tất nhiên rồi. Hồi ấy mẹ tôi không tìm được ba cây cầu, chỉ thấy một. Thế là bà đi qua cây cầu đó ba lần, coi như là ba cây cầu. May mà mới đi một cầu, mà đã như ngày hôm nay. Nếu đi qua ba cầu thì... Bà có ý gì vậy? Mẹ Hạ Băng, mấy quy tắc ấy bên nhà bà làm theo, nhưng bên tôi không nhất thiết. Tôi định bàn với bà chuyện khác cơ. Mấy hôm nay... Bà thông gia, bà yên tâm. Tôi không đi xa đâu, cũng không ở ngoài lâu đâu. Tôi đã nhờ bạn tôi rồi, họ sẽ lái xe đón bà cháu tôi. Chúng tôi qua cầu bà ngoại, ăn bữa cơm xong là sẽ về ngay. Bà đã hẹn với bạn bà rồi ư? Lại còn đi ăn cơm nữa à? Bên ngoài không khí ô nhiễm, trẻ nhỏ thế, làm sao ra ngoài được? Không khí ở nhà hàng đó... Vậy chúng tôi ở ngoài ăn quán vỉa hè được không? Thế lại càng không được. Cháu còn bé quá, chỗ ấy đông đúc, nhộn nhạo, nhỡ bị người ta bế đi, cũng chẳng biết. Sao mà không được? Nói như bà thế thì, chủ quán ăn ngoài trời người ta không sinh con à? Người ta vẫn nuôi con tốt đấy thôi. Thôi, cứ thế nhá. Mai tôi đưa cháu đi rồi đưa cháu về cẩn thận. Bà nội trí thức nhưng mà nhát gan lắm.
sống là phải như tôi đây này. Vui vẻ, sôi nổi. Bà yên tâm. Mẹ Hạ Băng à, không như bà nói được đâu. Làm lễ đầy tháng sao lại ăn ở quán vỉa hè? Người ta mà biết được con cháu gia đình chúng tôi đây mà lại đi làm tiệc đầy tháng như thế, người ta cười cho thối mũi. Bà chưa ăn quán vỉa hè bao giờ à? Lại còn gia đình chúng tôi đây. Mẹ Hạ Băng, chuyện làm tiệc đầy tháng cho Mãn Mãn, tôi và Nguyên Bảo đã bàn bạc, sắp xếp cả rồi. Bà yên tâm, mai bà đừng đưa cháu đi được không? Mai chắc chắn không được. Dự báo thời tiết có mưa đấy. Bà xem đi. Dự báo thời tiết. Thấy chưa? Bà thông ra. Vậy bạn bè tôi làm sao gặp được cháu? Còn nhiều thời gian mà. Mai thì không được. Thực sự là không được. Mai không được. Mãn Mãn vào phòng nhé. Sao giờ mới về? Thế nào? Tim thai của con có tốt không? Bình thường. Còn 2 ngày nữa là con được 36 tuần rồi. Như bác sĩ nói là có thể sinh bất cứ lúc nào. Thời điểm quan trọng, anh cảnh giác một chút. Sao ăn uống nhiều thế? Người toan mùi rượu. Uống nhiều hơn có một chai. Mau lên. Hồi quá, đi tắm rửa đi rồi đi ngủ. Đi đi. Đi đi mà. Bố đi tắm nhé. Lạc Thiên, dậy đi. Mây, Julie, sao vậy? Tim thai không bình thường, nhanh quá. Thưa bà, có cần gọi xe cấp cứu không? Gọi đi ngay lập tức. Dậy đi, dậy đi. Em có cần nghe lại không? Đừng giống lần trước sợ hú hồn. Không đâu, anh dậy ngay cho em. Thế nào? Cho tôi nhờ. Tim thai 190, thông báo cho bệnh viện tiến hành mổ gấp. Rõ. Cái gì? Mổ bây giờ ư? Đúng, mổ ngay à? Đúng. 190 là như thế nào? Anh im đi, lúc nãy anh còn không tin phán đoán của em. Xin lỗi anh sai rồi. Mây, tìm điện thoại cho tôi. Gọi video call cho bác sĩ Han người Mỹ. Đừng vội mà, anh tìm cho. Đây. Bác sĩ, anh ở đâu vậy? Anh về Miami rồi à? Tôi đang nghỉ phép, khi nào con chị ra đời cho sang đây chơi. Bác sĩ, tôi gặp tình trạng khẩn cấp. Tim thai 190 rồi, họ đang bảo tôi phải mổ ngay lập tức. Thế à, gọi cấp cứu chưa? Tôi đang trên xe cấp cứu rồi. Nhưng anh không ở đây thì ca mổ của tôi phải làm sao? Đành phải nhờ bác sĩ khác thôi. Anh có thể giữ video call liên tục không? Tôi không tin tưởng bác sĩ khác. Bác sĩ à, tôi đang đi nghỉ. Tôi sẽ trả chi phí ngoài cho anh. Tôi đã hẹn với anh đúng thời điểm quan trọng. Anh không thể đi như thế được. Làm ơn đi. Đây không phải là vấn đề tiền. Bây giờ tôi không thể làm việc được vì đang trong kỳ nghỉ. Tôi không thể giúp chị. Bố, con muốn đi bơi cùng bố. Đợi một chút nhé. Tôi phải đi bơi cùng con trai rồi. Đợi đã bác sĩ. Bây giờ anh có thể tìm cho tôi một bác sĩ ở Thượng Hải không? Bác sĩ Mỹ. Chị phải tin các bác sĩ Trung Quốc. Bác sĩ sản khoa Trung Quốc là những người giỏi hàng đầu thế giới đấy. Hãy tin họ đi. Chúc chị may mắn. Bác sĩ. Bây giờ em tìm ai? Đừng lo, đừng lo.
Em tìm bác sĩ nào bây giờ? Được rồi, đừng lo, đừng lo mà. Đo lại giúp tôi xem sao. Đừng có căng thẳng. Hạ Băng gọi lại này. Hạ Băng à, tôi đang gặp chuyện. Tim thai của đứa bé lên tới 190. Bác sĩ người Mỹ của tôi lại không ở đây. Anh ta đi nghỉ rồi. Lần này tôi xong rồi. Không, không sao, đừng. Cô đo lại cho tôi chưa? Alo Hạ Băng, xin lỗi nhé, muộn thế còn làm phiền. Giờ chúng ta đến bệnh viện nào? Bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nào gần nhất? Lát tôi gọi lại cho cô nhé. Anh ơi, giờ bệnh viện nào gần nhất? Anh cũng không biết. Đây là đâu? Đây là bệnh viện gần nhất. Vì sự an toàn của đứa bé, phải mời bác sĩ xử lý ngay lập tức. Không được. Bệnh viện này kém quá. Tôi không thể sinh con ở đây. Anh tìm cho em. Mau tra ra bệnh viện tốt, rồi gọi bác sĩ ở đó đến đây cũng được. Bao nhiêu tiền cũng được. Thưa bà, tôi tra rồi. Đây là bệnh viện tốt nhất quanh đây. Còn lại toàn bệnh viện tư nhân nhỏ. Những bác sĩ trực ở đó kém lắm. Sao thế được? Thật đấy, thật đấy mà. Không thể nào. Thật mà, bệnh viện tốt toàn ở trung tâm. Chúng ta sống ở khu biệt thự, không có bệnh viện cấp 3. Em à, vào thôi, đừng làm lỡ thời gian. Lạc Thiên, chỉ tại anh thôi. Nếu anh không dùng rằng mất mấy phút, chúng ta đã có thời gian đến bệnh viện tốt hơn. Phải phải, em đừng giận. Không tốt cho thai nhi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi có ích gì? Lỡ con có làm sao, xin lỗi có ích không? Không sao đâu. Anh xin lỗi thì em được gì? Anh nghĩ cách đi, Lạc Thiên. Nhanh lên, gọi điện tìm bác sĩ đi. Chào chị, tôi sẽ mổ cho chị, tôi là bác sĩ Cao. Cái gì? Anh là bác sĩ mổ ư? Anh trẻ như thế không xử lý được ca của tôi đâu. Ca của tôi phức tạp lắm, dừng lại. Tôi ban đầu mời bác sĩ người Mỹ Han. Anh người ở đâu? Thưa chị, tôi chỉ biết Tom Han thôi. Tối nay khoa sản chỉ có mình tôi trực, chị vào tạm đi. Không thể tạm được, tôi sinh con là việc lớn như thế, sao có thể tạm bợ được. Việc này mà còn qua quýt thì việc gì làm tử tế được nữa. Lạc Thiên, Thượng Hải rộng lớn thế này, sao anh không tìm được một bác sĩ tầm cỡ quốc tế? Anh mau đi tìm đi. Gọi rồi, anh gọi rồi, gọi hết rồi. Chỉ còn thiếu gọi cứu hỏa nữa thôi, không có cách nào khác đâu. Vào thôi, được không? Em không muốn. Tổng biên tập, em đến rồi. Hạ Băng, bác sĩ Mỹ, Alex. Chào chị, bác sĩ Mỹ, trung tâm UIC. Bác sĩ Alex sẽ luôn ở đây, chị yên tâm vào phòng mổ đi. Có chuyện gì anh ấy sẽ ngay lập tức thảo luận với bác sĩ ở đây, đưa ra ý kiến chuyên môn. Cảm ơn. Hạ Băng, cảm ơn cô, nếu không thì thật là ác mộng. Cố lên. Đừng lo, hãy tin vào tôi. Vào đi nào. Hạ Băng. Anh ta... Không phải là bác sĩ Mỹ phải không? Muộn thế này, kiếm đâu ra bác sĩ Mỹ? Thế ở đâu ra đấy? Đầu bếp của nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ trước cổng khu nhà em. Thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, anh biết chứ? Giỏi quá, giỏi quá. Chiêu này mà cô cũng nghĩ ra được. Xin lỗi, em nghĩ do tâm lý của tổng biên tập. Có thể nhìn thấy một người nước ngoài ở đây, chị ấy sẽ thấy yên tâm hơn. Thế là em kiếm một diễn viên tạm thời đến. Mộc Tử có một nhân viên như cô, tôi thực sự không biết nên mừng hay nên lo nữa. Bây giờ em sẽ đưa anh ta đi, lỡ tổng biên tập ra lại lộ hết cả việc, tôi sẽ không nói ra đâu. Alex, cảm ơn rất nhiều. Không có gì, rất vui được gặp anh. Có cơ hội tôi sẽ đến nhà hàng anh ăn thịt nướng, hay quá, chào mừng anh đến cửa hàng của tôi. Để em ra thanh toán cho anh ấy đã. Đừng đừng, để tôi, ít thôi mà. Đi thôi Alex, anh ở lại đây với chị ấy đi, lát em quay lại. Rất vui được gặp anh, tạm biệt. Bác sĩ Mỹ. Sinh rồi.
Mẹ tròn con vuông chứ, sản phụ không sao, lát sẽ ra. Em bé non vài ngày nên sẽ đưa vào lồng ấp. Thế là sao? Là phải theo dõi vài ngày, không sao đâu. Cô y tá, phiền cô giúp tôi cảm ơn bác sĩ trẻ vừa rồi. Cảm ơn anh ấy nhé. Vâng, con trai hay con gái vậy? Là một bé trai. Nhờ cô cả đấy, đâu có, em có mổ cho chị ấy đâu. Xin lỗi. Phiền anh một chút nhé, vậy anh cứ ngồi xuống đi. Anh lấy cho em tấm bình phong. Phòng bệnh có 5 bệnh nhân nên chỉ được một người nhà vào thôi. May đang ở ngoài, Julie về nhà hầm canh cho em. Hạ Băng đang ở dưới với em bé. Hạ Băng vẫn chưa về ư? Cô ấy bảo muốn ở lại thêm với em. Anh hỏi bệnh viện, họ nói đợt này là mùa sinh, phòng 4 giường phải chuyển thành 5, nên hiện chưa có phòng riêng cho một người. Nhưng nếu có, họ sẽ dành cho mình ngay, em yên tâm. Em đặt phòng gia đình ở bệnh viện quốc tế, thế là vô ích rồi. Thật không ngờ, em tính toán đủ đường. Thôi, đừng tính nữa nhé. Em có tính cũng không bằng con mình tính. Nó muốn ra lúc nào sẽ là lúc ấy. Em có ngăn được không? Bác sĩ Han gọi đấy. Không nghe. Anh ta thật vô dụng. Dù sao, anh ta cũng thiết kế vị trí vết mổ cho em. Anh ta thiết kế thì ích gì? Vết mổ bikini ư? Trong tình trạng cấp cứu thì chỉ có mổ dọc thôi. Dọc thì dọc chứ. Vết mổ ấy xấu lắm. Vết nào, vết nấy, vừa dài, vừa rõ. Đi với cái đường mà anh ta thiết kế thành đúng hình chữ thập. Nhưng dù em có chữ thập hay chữ điền, anh vẫn thích, vẫn yêu em. Chúng ta chẳng giữ được cuống rốn. Giấu bàn tay, bàn chân cũng không. Nhưng may mà con khỏe mạnh. Bây giờ em chỉ đợi con sớm ra khỏi lồng ấp. Em sẽ được ôm con. Ở phòng bệnh thế này cũng được. Vết mổ xấu xí cũng được. Dù em không được tiêm thuốc mê, mổ sống cũng được. Lấy mạng em để giữ mạng con cũng được. Em cũng không kêu đau nửa tiếng. Lạc Thiên, anh nhìn con rồi đúng không? Nhìn rồi. Nó thực sự nhỏ lắm. Đáng yêu. Nhỏ tới mức em không dám chạm vào. Lạc Thiên, em phải làm sao? Em cứ khỏe là được. Lúc sinh con gái anh, anh có mặt, anh từng có kinh nghiệm rồi. Anh cứ tưởng lần này sẽ bình tĩnh lắm. Nhưng không ngờ, phút đầu tiên nhìn con, tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác như ngộp thở. Anh phấn khích quá, sau đó anh... Lúc chưa nhìn nó, anh cứ cố tưởng tượng nó trông như thế nào, nhưng không thể hình dung ra được. Chắc là mỗi lần làm cha, cảm giác đều không giống nhau. Em lần đầu được làm mẹ, cảm giác càng đặc biệt. Em là người mẹ vĩ đại. Nguyên bảo, Mãn Mãn dậy chưa? Sinh rồi, con trai. Em ở đây với chị ấy một lát rồi em về.
Anh nói với Mãn Mãn giúp em là mẹ yêu Mãn Mãn. Hạ Băng, tổng biên tập, em đi xem phòng riêng chuẩn bị đến đâu rồi nhé. Phiền cô. Cảm ơn Hạ Băng, không có gì. Kỳ diệu chưa? Anh chụp ảnh con nhé. Kể từ hôm nay, nó chính là tất cả của em. Còn anh là tất cả của chúng ta. Thật đấy, Lạc Thiên, tuy chúng ta lấy nhau đã mấy năm, bây giờ em mới cảm thấy gia đình thực sự hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh rồi. Ngon không? Cuối cùng trong nhà cũng được yên tĩnh. Sao vậy? Khóc rồi à? Không ăn nữa à? Nín đi nào, nín đi. Bố ra rồi. Mẹ con trông thấy người ta sinh con, tình mẫu tử trỗi dậy, gọi điện về bảo bố nói với con rằng mẹ rất yêu con. Mãn Mãn của bà. Bà ngoại nó đâu ạ? Sáng nay dậy mẹ không thấy đâu. Hay là ở không quen nên về rồi? Không đâu. Mãn Mãn, sao thế? Về rồi. Con ra đây ạ. Nguyên Bảo. Vào đây, vào đây, vào đây. Tôi giới thiệu nhé. Đây là con rể của tôi. Chào cháu. Đây là các bạn của mẹ. Có cần thay giày không? Không cần, không cần đâu. Hôm nay phá lệ. Không cần, đâu có đủ dép trong nhà. Vào đây đi, nhanh lên. Bà thông ra, đúng như bà nói, trời mưa. Thế nên tôi nghe bà không đưa Mãn Mãn ra ngoài. Tôi rủ bạn bè tôi đến đây thăm cháu. Đây là thông gia của tôi, trẻ không? Chào bà. Nào, để tôi cho mọi người xem cháu. Đáng yêu quá. Mọi người ngồi đi, từ từ rồi thăm cháu. Hay các bác ra rửa tay cái đã. Đáng yêu quá, mũi giống bà ngoại này. Giống tôi à, mắt thì giống bố, phải giống bố. Chân đã nhún nhún rồi này, giỏi lắm. Bà ngoại này, bao nhiêu bà ngoại lẽ ra định đưa cháu ra ngoài ăn, nhưng trời lại mưa. Tổng biên tập, chị thoải mái không? Phòng này hơi nhỏ, nhưng đây là phòng riêng duy nhất mà họ có thể sắp xếp được. Tốt rồi. Hạ Băng, em mệt lắm phải không? Cả đêm em không ngủ. Vừa ngủ rồi, em ngồi tựa ở ngoài cửa một lúc, cảm ơn em. Em đã giúp chị khi chị không biết bấu víu vào đâu. Đừng, chị đừng khách sáo như thế. Thực ra em có giúp được gì đâu. Nói thật, trước đây khi em chưa có con, nhìn người khác sinh con, em chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thấy người khác sinh con, em còn cảm động mãi. Cảm động vì thế giới này có thêm một người mẹ hạnh phúc, có đúng không? Và bớt đi một cô gái vô tâm vô tư. Chào bà. Tổng biên tập, chị uống canh nhiều dầu mỡ thế à? Vâng, tôi cũng khuyên trước tiên nên ăn thanh đạm. Nhưng bà chủ sợ sữa không về đủ, nên cứ muốn tôi hầm canh móng giò. Em chưa bao giờ ăn canh nhiều mỡ thế. Tại sao? Em sợ béo à? Em sợ tổng biên tập chê em béo. Để lát nữa. Vâng.
Không giấu gì em, trước khi sinh con, chị thực sự nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi sinh là giảm béo, chăm sóc vóc dáng, vì nghề này cần thế mà. Nhưng giờ sinh con rồi, lại không nghĩ như thế nữa. Nhìn con trai bé xíu như thế, lại phải nằm lồng ấp. Chị chỉ muốn mình ăn tốt để có đủ sữa cho con, để nó ăn nhiều, mau lớn. Em nghĩ là thời xưa lúc khó khăn, phụ nữ chẳng được ăn nhiều, ăn tốt như bây giờ, nhưng vẫn nuôi con bằng sữa mẹ. Nên em nghĩ quan trọng là tâm niệm của mình. Lúc mang thai mình tăng cả chục cân chính là để dùng trong lúc này, cung cấp nhiều nước cho cơ thể để hòa tan hàng chục cân thừa đó như pha sữa bột ấy. Lúc đó em bé được bú no mà mình cũng giảm được béo, thế là vẹn cả đôi đường. Bà chủ, tôi khử trùng rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu làm gì? Đưa sữa về, tôi làm chuyên nghiệp mà, yên tâm đi. Vậy em đi trước nhé. Mai em đến được không? Chị bảo Julie đi đón. Mai ư? Được, rảnh em sẽ đến. Hạ Băng, cảm ơn em đã làm bạn chị. Chị đừng khách sáo như thế. Cố lên, biến mỡ thành sữa mẹ. Cố lên, được. 1, 2, 3. Được rồi, nữa nào. 1, 2, 3. Được rồi. Mẹ, Hạ Băng về rồi. Cô hứa với các cô đến chơi. Lâu quá không gặp, người chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp như xưa. Đúng thế, cháu có bí quyết gì vậy? Thời chúng ta sinh con xong thì ăn gì, bây giờ chúng nó có ăn gì nào? Đương nhiên là giữ dáng đẹp rồi, đúng thật. Cháu giảm béo chuyên sâu à? Không ạ, mời các cô ngồi. Mẹ anh đâu? Giận à? Nhà chưa bao giờ đông người thế. Tính mẹ lại sạch sẽ quá, chắc chắn suy sụp rồi. Thế phải làm thế nào? Hạ Băng, ra chụp chung kiểu ảnh đi. Để con chụp cho. Chụp ảnh tập thể, để con chụp. Đây, Nguyên Bảo. Nên đứng chỗ nào nhỉ? Đứng bên này. Bên này ạ, có nhiều tranh đẹp. Nguyên Bảo, chụp đi. Hạ Băng, ngẩng đầu lên nào. Mẹ ơi, sao mặt con bé nóng thế? Nóng à? Hay mặc nhiều quá? Chớ sữa rồi đây này. Con bé sốt rồi. Không thể nào. Con bé làm sao? Hình như là sốt rồi. Bà nội ra đây rồi. Bảo à? Mạn Mạn sốt rồi. Chắc vừa rồi đông người quá nên bị nóng. Hay mở cửa sổ ra cho thoáng nhé. Không được, không được đâu ạ. Đi bệnh viện. Để con đi lấy ví. Vừa rồi vẫn bình thường mà. Xin lỗi, nhà cháu phải đi viện. Các cô về nhé. Được, được, được. Có dịp lại đến chơi nhé. Xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn các cô. Các cô còn tặng nhiều quà quá. Cảm ơn ạ. Hạ Băng, cùng đi nhé. Con có chìa khóa không? Không cần, không cần đâu. Hay mẹ về trước đi. Có gì con gọi điện cho. Không được. Mẹ phải xem bác sĩ nói thế nào. Còn nói gì nữa? Hôm nay tiếp xúc đông người quá, bị nhiễm vi khuẩn rồi. Trẻ con sau này đều phải tiếp xúc với người ngoài chứ. Cứ ở trong phòng sạch vô trùng, sau này lấy đâu ra sức đề kháng. Nó mới 1 tháng. Hôm nay bao nhiêu người đến, không ai rửa tay đã sờ mó ôm ấp nó. Tôi nói hơi khó nghe, nhưng sau này không được thế nữa. Thôi được. Dù vô tình trùng hợp hay bị truyền nhiễm, tôi cũng như bà đều yêu thương cháu. Sau này tôi sẽ chăm sóc cháu cẩn thận. Mấy ngày này tôi sẽ không ăn không ngủ để chăm sóc nó. Mẹ Nguyên Bảo, cô đến đấy à? Mẹ Hạ Băng, bà cũng ở đây à? Hay quá, bà không được chăm sóc Mãn Mãn. Tại sao? Sao mẹ cháu lại không được chăm sóc? Sao vậy? Có điều này tôi không biết có nên nói không. Nhưng không nói thì không tốt cho Mãn Mãn. Cô nói đi, tốt cho Mãn Mãn là quan trọng nhất. Vậy tôi nói nhé, trẻ con mới sinh trong vài tháng đầu được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Sữa mẹ rất tốt nên không thể bị ốm. Cô vừa gọi điện, mẹ cháu bảo Mãn Mãn bị sốt. Cô thấy lạ nên đi hỏi thầy, nhờ thầy bói cho một quẻ.
Thầy bảo sao? Cháu tưởng là gì? Hóa ra là mê tín. Không, không phải mê tín đâu, thật đấy. Thầy bảo nhà cháu có người khác với Mãn Mãn. Ai vậy? Còn ai nữa là cháu chứ gì? Không phải cháu, mà là người tuổi hổ. Cháu tuổi hổ, sao nào? Hạ Băng biết nói với cháu thế nào nhỉ? Dần trong các con giáp là đại diện hổ, ý là trường sinh. Trong bát quái, quẻ khôn là chỉ người mẹ. Trong nhà cháu, phương vị quẻ khôn có vấn đề. Nói cách khác là người mẹ tuổi hổ. Cô nói vớ vẩn gì thế? Bà bảo tôi à? Bà không nói năng linh tinh, bà khó chịu phải không? Mệnh của tôi sao bà biết? Không không, mẹ Hạ Băng, làm cái gì vậy? Ban đầu tôi cũng không tin. Nhưng có chuyện này, ông thầy của tôi hồi trước từng bảo, mệnh của Tiên Tiên và chồng tôi xung khắc, tôi không tin. Đến khi ông nhà tôi mất rồi, tôi mới thấy đúng. Những chuyện mê tín như thế cô đừng nói ở đây, chẳng ai tin đâu. Hạ Băng, mấy chuyện này mẹ cũng không tin. Nhưng chúng ta không thể đem tính mạng Mãn Mãn ra cá cược được. Mẹ Nguyên bảo, bà nói thế là có ý gì? Ý tôi là, mấy ngày này bà cứ tạm về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào Mãn Mãn khỏi ốm, bà lại sang. Dù sao, chuyện này có thật hay không, sẽ biết ngay thôi mà. Đến lượt mình rồi, mẹ cầm cái này đi, nào. Cẩn thận đấy. Cô Lý, cô đợi nhé. Mẹ, vào cùng con đi, xem bác sĩ nói thế nào. Thôi, mẹ không vào. Sao lại không vào? Đã có nhiều người thế còn gì, mẹ không vào nữa. Bà ngoại của Mãn Mãn sao có thể không vào? Đi, mẹ không vào đâu, nhiều người rồi, con mau vào đi. Mẹ tin lời cái bà họ Lý đấy thật à? Mẹ không tin. Bà ta điên rồi, chỉ nói vớ vẩn thôi. Không, mẹ về đã nhé. Mẹ phải giải thích với các bà bạn. Mẹ về đây, con vào đi. Giải thích cái gì, mẹ à? Mẹ... Mẹ, mẹ tin lời bà Lý ấy thật à? Bà ta chỉ chọc ngoáy làm loạn thôi, mẹ đừng để ý. Mẹ biết. Nhưng vì liên quan đến sức khỏe của cháu mẹ, mẹ thà tin vậy. Hơn 20 năm nay, mẹ lúc nào cũng sợ con và bố con có chuyện gì. Giờ có thêm Mãn Mãn, mẹ có thêm một người thân, nhưng mẹ đi như thế một mình đau, bao nhiêu người đắc ý. Chỉ cần Mãn Mãn khỏe, cứ cho họ đắc ý đi. Đến rồi, mẹ xuống đây. Con mau lên đi, Mãn Mãn còn ở trên mà. Mẹ, mẹ à. Hạ Băng, mẹ cháu về rồi à? Tốt quá. Nếu cô dám nói thêm một câu mẹ tôi khắc Mãn Mãn, thì dù cô là người lớn, tôi cũng bất chấp. Tôi sẽ đánh cho rơi răng đấy, nghe rõ chưa? Hạ Băng, cháu đừng tức giận. Chuyện cô nói là thật. Nếu có gì không đúng, cháu muốn làm gì cũng được. Cô vẫn dám nói hả? Hạ Băng, Hạ Băng, làm gì đấy? Hạ Băng, bỏ tay ra. Làm gì đấy? Em điên à? Cô ta mới điên đấy. Có ai lại chơi trò ly gián như cô ta không? Dám bảo mẹ em khắc Mãn Mãn. Khắc thế nào? Cô nói xem. Cô Lý, cô đừng nói linh tinh thế. Nguyên bảo cô không nói linh tinh. Thầy bói của cô nói thế thật luôn đấy. Cô còn dám nói phải không? Thôi thôi Hạ Băng, đây là bệnh viện. Muốn gây chuyện thì về nhà. Cô Lý có ý tốt nói với chúng ta, có bảo là phải tin đâu. Mọi người đương nhiên là được chút giận rồi. Thực ra mọi người không ưa chuyện mẹ tôi ở nhà các người, không ưa thì nói ra, việc gì phải dùng thủ đoạn ấy. Ai dùng thủ đoạn chứ? Phải, anh không nói, mẹ anh cũng không nói. Phải, mẹ anh là con trai ngoan, lúc này phải bênh mẹ chứ. Chuyện gì ra chuyện nấy chứ? Bao nhiêu người đang nhìn kìa, không hay đâu. Anh tránh ra đi, em phải nói với bà ta. Bà ra đây. Thôi, Mãn Mãn còn đang ốm à? Đi thôi, chúng ta về nhà. Nó điên rồi. Về nhà, về nhà. Đưa con cho em đưa con về nhà. Ừ, giờ thì chúng ta về nhà mà. Về nhà bà ngoại, bà ngoại nó đang đợi nó. Hạ Băng, con nghe đây. Một là con về nhà cùng mọi người, hai là con đi an ủi mẹ con đi. Em là mẹ, em thương con em, nhưng em cũng là con, em thương mẹ em chứ. Nói ra những lời như thế, mẹ em không buồn à? Em phải về chăm sóc mẹ em. Về thôi, anh đưa em về, đi nào, anh về đi. Anh hãy chăm sóc Mãn Mãn. Gì vậy, anh về đi.
Nào, mọi người đi khám đi, ai làm việc người nấy đi. Sao con lại về đây? Con về thăm mẹ. Thế Nguyên Bảo đâu? Anh ấy về với mẹ anh ấy rồi. Sao con không về đi? Mãn Mãn còn đang ốm. Con về thăm mẹ. Mẹ đang tức giận mà. Mẹ đâu có dễ tức giận như thế. Cho dù có giận, mẹ cũng phải đợi Mãn Mãn khỏi ốm rồi tính sổ với mụ họ Lý đó. Thôi, con mau về đi. Có chuyện gì nói sau. Con ở với mẹ một lúc không được à? Thế mẹ gọi cho Nguyên Bảo, bảo nó đến đón con. Mẹ đừng gọi, mẹ để con ở đây với mẹ. Lát nữa Nguyên Bảo sẽ gọi điện cho con đón con về. Nó nói thế à? Vâng. Bố con đâu? Mẹ nói với bố rồi à? Mẹ nói sơ qua. Không chỉ có thế phải không? Chửi mụ họ Lý kia một trận. Còn gì nữa? Còn chuyện mấy hôm nay, mẹ chợt nhận ra, mẹ thằng Bảo nói năng nhỏ nhẹ nhưng sâu cay. Cùng với mụ họ Lý kia, kẻ sướng người họa, phối hợp với nhau. Người ta tỏ rõ thái độ không ưa con. Mẹ bảo với bố con, sau này con sẽ phải chịu khổ mất thôi. Mẹ nói thế, bố con chẳng sợ phát khóc lên ư? Mẹ không nhịn được. Mẹ chỉ nói có một tí, tự bố con cứ gợi ra hỏi thêm. Bố, chuyện không nghiêm trọng như mẹ con nói đâu. Đàn ông ai lại dễ khóc như thế? Con không hiểu, khóc cũng giúp giải tỏa đấy. Bố cứ nghĩ đến chuyện mẹ con nói, con sống ở nhà chồng phải nhịn nhục, là toàn bộ hình ảnh lại hiện ra trước mắt. Nếu ngày nào cũng ức chế như vậy, sớm muộn cũng sinh bệnh nặng thôi. Chỉ tại ông ấy, lúc đầu mê cái ghế mát xa, cái chậu ngâm chân, thế là đồng ý gả con gái cho nó. Giờ sáng mắt rồi chứ. Họ tưởng mình dễ bắt nạt đấy. Không phải vì những thứ ấy, mà là nhận thức về lối sống. Thôi thôi thôi, tôi không hiểu. Hạ Băng, Nguyên Bảo nói lát đến đón con đúng không? Vâng. Được. Nó đến, mẹ sẽ yêu cầu nó tỏ rõ thái độ. Nó đứng về phía con hay mẹ nó? Hơn nữa, mẹ còn bắt nó thề độc. Nếu không, mẹ sẽ ngay lập tức cho người đến đón cháu về đây, cho nó cứ việc ở với mẹ nó. Này này, trong ấy toàn đồ bừa bộn lắm. Con ngồi một chút rồi ra. Nhóc con, ăn không ăn, đáng ghét quá. Bảo à, Mãn Mãn khóc nửa tiếng rồi, làm sao đây? Nó hết sốt rồi, sao vẫn khóc nhỉ? Chắc là nó đói rồi. Nhưng Hạ Băng chưa về, con biết làm thế nào? Mãn Mãn. Mãn Mãn, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lúc nó mới đến nhà chị, tôi đã nhìn ra nó không tốt. Ngày đầu tiên đánh mẹ cháu, hôm nay đánh cô. Mục tiêu tiếp theo là gì? Không ai biết nữa, cô Lý. Cô không có nhà. Cô về nhà nghỉ đi được không? Con gái cháu nằm trong kia khóc nửa tiếng. Cô cũng ngồi đây nói nửa tiếng rồi. Cô nói với ai ạ? Phòng này có ai đâu? Cô nói với bố cháu à? Cô là người mà đặt vào chỗ nào cũng có thể nói cả năm. Không ai nghe, cô không thấy cô đơn à? Phải, cô định làm gì? Làm gì à?
Hôm nay cô phải ngồi đây đợi Hạ Băng về. Cô đợi cô ấy về làm gì? Cãi nhau tiếp à? Cô phải hỏi rõ sao hôm nay nó đối xử với cô như thế. Tại sao cô ấy lại đối xử với cô như thế? Cô không rõ sao? Nguyên bảo, tự cô nói cái gì mà cô không biết à? Nguyên bảo có trời chứng giám. Hôm nay cô chỉ vì Mãn Mãn. Lúc đi xem thầy cô đã hỏi mẹ cháu, cháu không cần cô lo cho Mãn Mãn nữa. Cô bảo, có câu này không biết nên nói hay không? Mẹ cháu bảo chỉ cần tốt cho Mãn Mãn cứ nói ra. Mẹ cháu có biết cô định nói những thứ mê tín như thế không? Thầy của cô, cháu không quan tâm đại sư của cô. Cô Lý, cô đừng nói nữa. Chuyện hôm nay cô không sai. Cô có lòng tốt. Lòng tốt gì chứ mẹ? Không bị sao chứ? Cô Lý, chuyện nhà cháu đâu cần cô xen vào như thế. Cô với mẹ cháu quan hệ thế nào cháu có biết không? Cháu không quan tâm chuyện đó. Nhưng cô có thân với Hạ Băng không? Có thân với mẹ cô ấy không? Bảo, con có còn biết tôn trọng người lớn không? Mẹ, dù là người lớn, nhưng cô ấy nói mẹ Hạ Băng như thế. Nếu có ai nói mẹ như thế, con cũng điên lên, cũng động tay, động chân. Thế cháu cũng định đánh cô à? Cháu không nói thế. Con quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là đầy tháng con gái con, là ngày quan trọng đầu tiên kể từ khi nó chào đời. Nhưng con xem mấy hôm nay, mẹ vợ con biến nhà mình thành cái gì? Hôm nay còn lôi đến một đám bạn ô hợp, hết sở lại mó, không chịu rửa tay. Hôm nay, Mãn Mãn bị ốm sốt cao, là do họ chuyển vi khuẩn sang. Chuyện này không trách được cô Lý. Xin lỗi cô. Con đi đón Hạ Băng về. Nguyên bảo, không kịp đâu. Bây giờ cháu đến nhà mẹ vợ, cả đi cả về mất một tiếng. Cô dám chắc cháu chưa về tới nơi con gái cháu đã chết đói rồi. Cô bảo cháu phải làm sao? Cháu có sữa không? Cháu không có sữa, nhưng cháu có sữa bột. Cháu có thể cho nó ăn sữa bột. Sữa mẹ tốt hơn sữa bột chứ? Sữa bột tốt hơn sữa mẹ. Sữa bột có đủ các chất mà trẻ con cần, kali, natri, magie, sắt, cái gì cũng có. Nhưng con cháu chưa ăn sữa bột bao giờ. Nó chưa bao giờ ăn thì bây giờ không có sữa thì tạm thời cứ cho nó ăn. Nếu nó không thích thì sao? Nó chưa ăn thì làm sao cháu biết nó không thích? Sữa bột bây giờ có đủ vị. Không sao, không sao. Mọi người muốn cho nó ăn gì thì cho. Sữa bột cũng được. Con đi gọi Hạ Băng. Bảo à, có câu này con hãy nhắn với nó. Thứ nhất, nhà không phải quán trọ, mà muốn về thì về, muốn đi thì đi. Thứ hai, đã làm mẹ rồi, dù vì lý do gì cũng không được để mặc con mình. Con biết rồi. Mau đi đi. Cháu đi đây cô Lý. Đi đi. Pha như thế nào? Pha sữa đi. Pha đi. Đã mấy giờ rồi? Hạ Băng. Hạ Băng, nó bảo đến đón con đúng không? Thế nó đâu rồi? Hạ Băng, con về đi. Người lớn cãi nhau thì kệ, không thể để trẻ con đói được. Nó còn đang bị ốm nữa. Hay để mẹ đưa con về? Không được, mẹ đi không tiện. Hay để bố con đưa con về nhá. Bà ta không thể nói bố con cũng xung khắc với Mãn Mãn, đúng không?